Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mộc Ly Hỏa. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực tiếp tục ra video mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đây là tiếp phần 3. Bộ truyện xoáng Vị Đi Tác giả Phong Khởi Liên Y Thể loại Đam Mỹ Cổ Đại Nhất Công Nhất Thủ Hài H.E. Audio kênh Mộc Ly Hỏa Quyển một chương chính. Ngươi Tức giận không chỗ phát tiết ta đành phải chuyển hướng qua ngục trưởng, căm giận nói, Ngươi không phải nói xiền xích kia đã từng khóa hơn 50 người sức lực cực mạnh sao? Này, đại khái chính là do đã khóa quá nhiều người có sức mạnh vô cùng lớn, cho nên đã sớm mòn rồi, mới có thể lập tức bị bức đứt. Ngục trưởng cúi đầu không lưng, vẻ mặt bồi tội cười ngây ngô. Bộ ngươi không biết khóa một lần rồi đem đi đổi cái mới sao? Ta đá ta đá ta dùng sức đá. Hoàng thượng, hình bộ kinh phí hữu hạn. Không có nhiều như vậy a. À? Ngục trưởng một mặt chạy trối chết, một mặt kêu lên vậy ngươi đi tìm bọn họ lấy a à? tiểu nhân chức quan hèn mọn nào có quyền được nói a à? ai nói không có người đi nói liên tử xích sắc kia bị bức đứt thiếu chút nữa hại chết hoàng thượng để xem bọn hắn có cho hay không vậy trước tiên là phải thân thỉnh hình bộ sau đó hình bộ lại phải đệ trình lên chính sử ti tiếp theo là đợi hoàng thượng phê chuẩn xong mới trả về chính sử ti sau đó chính sử ti thông qua mới trả lại cho hình bộ hình bộ lại giao cho hộ bộ sau khi hộp bộ cấp kinh phí thì giao cho công bộ, công bộ làm hảo bản vẽ lại đưa đến hình bộ, sau khi hình bộ xác định không có sai lầm mới trả lại cho công bộ, sau đó mới có thể bắt đầu mua hoặc tạo ra. Sao lại phiền toái như vậy? Ai định quy củ? Hoàng thượng, ngục trưởng thực ủy khuất nhìn ta, đây là do ngày ba năm trước lúc sửa chữ luật điển định ra. Ta nhất thời nghẹn lời, trừng hai mắt, đây không phải là trẫm định ra, đó là do hàng lâm viện viết, có ý kiến thì đi tìm bọn họ lại nói, ngươi không biết lên phố mua đại một cái sao? Hoàng thượng, kiều vô kỳ hữu khí vô lực ở một bên đảo mắt, trước tiên nên bàn xem làm thế nào cứu Kim Nhi ra được không? Hoàng thượng, mau cứu nô tỳ, ô ô. Kim Nhi đáng thương đã lui tới góc tường, mà góc tường bên kia chính là, tên thích khách đang ngồi dưới đất nhàn nhã ngâm tiểu khúc xem náo nhiệt. Ha ha, không ngờ tới ngồi trong thiên lao không những có mỹ nhân làm bạn, còn có hoàng thượng sái hầu hí chuyện siết khỉ, thật sự là nhân sinh nhất đại là sự chuyện vui vẻ của đời người A. À. Người nọ rung đùi đắc ý, đắc ý chào già. Ta nhất thời tức phát ngạn, nói đi nói lại tất cả đều là người này không tốt. Uy, ngươi, ngươi tên là gì? Xem trọng có nguyện rủ 18 đời tổ tông của ngươi không? Ta đã quyết định viết tên hắn, cùng với huynh đệ, của hắn tỉ muội ngoại công ngoại bà tổ phụ tổ mẫu thuốc thuốc chi chi cửu cửu, miêu miêu cậu cậu tất cả đều viết lên tiểu thảo nhân người sơm cầm hai dùng sức đánh 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 nga khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy bằng không ngươi đảm đương không nổi tội danh này đâu hừ chê cười trẫm đời này chỉ biết kính thiên úy địa chưa từng sợ bất cứ người nào khác về phần thái hậu rồi tam đại hung cầm tên kia cũng không nằm trong phạm viên người nào khác cho nên không tính ta nói dối tùy ngươi cao hứng người nọ không sao cả nhún nhún vai sau đó liền lượm vài cọng chiếu khô rơi đầy trên mặt đất đầy hứng thú ném về phía kim nhi kim nhi nha sợ hãi kêu vài tiếng bắt đầu che mặt mà khóc ô hoàng thượng mau cứu nô tỳ hoàng thượng nàng gọi ngươi cứu nàng kìa. đừng dài chồng trẫm không có điếc sợ thật thật sự sợ bởi vì người này quả nhiên là quái vật cho dù thiết liên có bị mài mòn như thế nào đi nữa thì dù cho cố chảy chùa cũng không có khả năng thoát được lực cánh tay của hắn quả thực người thường không thể sánh bằng, hơn nữa, thái độ kiêu ngạo, ngôn ngữ bình tĩnh, quả nhiên không phải vật trong ao. Ta dù có một chút, thực chỉ là một chút bổn thôi, nhưng ta chỉ nhiên không phải loại người ngu ngốc, trong lòng phi thường rõ ràng hiểu được sự chênh lệch thực lực của mình với đối phương, loại bản năng gặp mạnh tất lui này, khiến ta căn bản không dám mang theo tâm lý thua chắc, mà tiến lại gần hắn. Cho nên, Kim Nhi, trẫm thực xin lỗi ngươi một ngày nào đó trọng nhất định sẽ vì ngươi mà phong quan đại tán, truy phong vi hậu, tự mình vì ngươi mà sáng tác bi văn, nghiêm lệnh cho sử quan đem mỹ danh của ngươi lưu truyền sử sách, sau đó sẽ lệnh cho hàng lâm viện vì ngươi mà soạn một bản nhạc kim nhi, truyện lưu tranh bách thế, cho nên, ai di đà Phật, ngươi yên tâm đi đi. Ta chấp tay hành lễ, mặt hướng kim nhi cung kính cúi đầu. Hoàng thượng, đô tỳ còn chưa có chết mà, không cần bái ta. Bỗng nhiên tiếng người ồn ào truyền đến, giống như có rất nhiều người đang nhanh chóng đi tới đây. Ta cùng với mấy người khác không khỏi quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp huyền thượng đức. Vũ Thanh Túc vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh đến. Ta lập tức giống như chuột cặp phải mèo rụt lại trốn phía sau ngục trưởng, vừa quay đầu đã thấy Kiều Vô Kỳ cũng đang trốn sau lưng ta. Ái Khanh, ngươi cũng sợ bọn họ à? Còn không phải cho hoàng thượng hại sao? Thần đem người đến đây bọn họ nhất định sẽ tìm thần tính sổ. A, à, chẳng lẽ ngươi đánh không lại bọn hắn sao? hư, nhỏ giọng chút. Chỉ sợ thần chưa kịp chơi tay cũng đã bị hai người bọn họ chỉnh cho chết. Hoàng thượng, ngài không có nhìn thấy vi thần biết không? Ý kiến hay. Ta chọc chọc vào lưng ngục trưởng, ngươi chưa từng nhìn thấy rẫm, người vi phạm giết không tha. Ta vừa dứt lời, thân mình bỗng nhiên nhẹ hẳn, cả người tự như một con tiểu kê bị sách lên. Trên đời này người dám đối ta như vậy còn có thể là ai? Vì thế ta lập tức vẽ mặt ngây ngô cười, khúm núm, a, à, vũ ái khanh trẫm vừa tỉnh dậy liền thấy thần thanh khí sản, vì thế tùy tiện đi loanh quanh một chút, không nghĩ tới lại xảo ngộ khanh nơi này, quả nhiên là nhân sinh hà sự bất tương phùng a. À. Đúng vậy ạ, à, thật là khéo, Vũ Thanh Túc lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Kiều Vô Kỳ đang rón ra rón sáng muốn ly khai, yêu, đây không phải là Kiều Huynh sao? Thật là khéo a, à, cũng là tới nơi này tản bộ. Ha 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 ha, Kiều Vô Kỳ một trận cười gượng ta khinh thường nhìn nhìn kiều vô kỳ, hình tượng hắc hùng gấu đen, của hắn trong mắt ta đã sớm bị ngâm nước, rút lại tự như một khỏa hắc chi, khỏa tròn, hắc đen, chi một loại cỏ thơm, nhỏ xíu. Nhưng theo một phương diện khác mà nói, quẩn thái trạng thái quẩn bách của kiều vô kỳ càng làm nổi bật lên sự đáng sợ vô cùng của vũ thanh túc, hồ ly quả nhiên nguy hiểm hơn so với hắc hùng A. Huyền thượng đức nhìn chúng ta lắc đầu, sau đó lại nhìn nhìn vào lao phòng. Đại khái là thấy được Kim Nhi nên thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc chỉ kia thực làm cho ta lo lắng hắn ngay, sau đó sẽ lập tức cạo đầu quy, xuất gia phi tăng. Uy, ngươi không nên thương tổn Kim Nhi, có việc gì thì hảo hảo thương lượng. Thực rõ ràng, Vũ Thanh Túc thần tình viết ta phi thường khó chịu. Nhìn hắn nắm chặt hai nắm đấm, ta theo trực giác né né qua một bên. Ta đã kiến thức được Vũ Thanh Túc có bao nhiêu phản cảm với tên thích khách kia, mà giờ khắc này bởi vì hắn mà Vũ Thanh Túc vô chuyên vô cớ không thể giao thiệp được với cung nữ kim nhi yêu dấu của ta. Tám chín phần mười là đang nghẹn một bụng hỏa, ta còn lâu mới ngu ngốc mà dựa lại cần để làm vật hy sinh. Ai thương lượng với ngươi, có việc thương lượng ta cũng có thể tìm hoàng thượng, ngươi là cái râu ria gì trên rễ hành a? À? Này thực sự là Nguyệt Văn A, Nguyên Văn là, căn gốc rễ thông hành lá, thường trên đích tu râu cầm. Người này, đã là rễ hành thì rễ hành đi, còn râu ria trên rễ nữa, bộ dạng khinh thường Vũ Thanh Túc rõ ràng như vậy. Này hậu quả nhất định sẽ là, rùng mình một cái, ta chuồng. Ai nha? Y lãnh cổ áo phía sau bị Vũ Thanh Túc nắm lấy. Ta cười cượng quay đầu lại, Vũ Thanh Túc bị tiếu nhục bất tiếu, ngoài cười trong không cười nói, Hoàng thượng, người ta điểm danh tìm ngài đã lâu, đi nói chuyện nào? Ai nha? Trẫm đau bụng. Đừng giả bộ, Hoàng thượng ngoan, mau đi thôi. Vũ Thanh Túc lạnh lạnh nói. Đau quá, ta cắn môi dưới hai tay ôm bụng hai chân mềm nhũng ngã trên mặt đất hoàng thượng đau quá a à, trong bụng bỗng nhiên đau đớn kịch liệt như có thiên quân vạn mã đang giao chiến tràn tử ruột như bị thứ gì đó chụm lực quấy đảo xoay một vòng lại một vòng đau đến mức ta không thể thở nổi bụng giống như nhanh chóng trướng lên cha thịt căng ra tùy thời mà bạo liệt nổ tung ta căn bản không thể khống chế được mình ôm bụng lăn lộn trên mặt đất toàn bộ thân thể đều run rẩy ngay cả ý thức cũng dần dần bị đau đớn ăn mòn. Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? À, khi tay phủ thanh túc vừa chạm đến bụng ta, thì giống như trong nháy mắt có ngàn vạn trường châm từ, trong lòng bàn tay hắn đâm vào bên trong cơ thể ta. Ta nhất thời kêu thảm thiết một tiếng. Hoàng thượng, vũ thanh túc hoàn toàn lúng cuốn, hắn muốn nâng ta dậy, nhưng tay của hắn quả thực giống như một lưỡi đau sắc bén. Nơi nào bị chạm qua đều có cảm giác bị sâu xé như thiết nhập huyết nhục cái loại cảm giác bị hoạt hóa sinh cát cảm giác bị mổ xẻ trong lúc còn sống này khiến ta vô cùng thống khổ ta chưa từng tưởng tượng qua cuộc sống lại có loại cảm giác sống không bằng chết như vậy trừ bỏ kêu thảm thiết ta không tìm được phương thức phát tiết nào khác ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng hắn ngươi càng đụng vào hắn càng thống khổ người nọ nhẹ nhàng cười nói độc này kêu tam ai tỉnh trước khi đọc phát thì không khác gì thường nhân nhưng một khi đọc phát thì toàn thân đau đớn chỉ cần người khác nhẹ nhàng đụng vào là đã sống không bằng chết. Bất quá đau đớn sau một canh giờ thì sẽ bình yên vô sự, ngày thứ hai lại tiếp tục đau đớn, sau đó lại cách nửa canh giờ là lần thứ ba, sau ba lần kêu trên sẽ im lặng vĩnh viễn, ha hả. Hỗn đảng, ta ở trong lòng âm thầm mắng, nhưng ngay cả mở to mắt trường hắn cũng không còn khí lực. Không thể nhúc nhích, bất kỳ một động tác nhỏ bé nào cũng khiến ta thống khổ, ta chỉ có thể giống như một tử thi không động đậy ngay cả những di động nhỏ khi hô hấp cũng thống khổ như thế. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thanh âm vũ thanh túc bén nhọn tự như nổi điên, ta không thể tưởng được hắn lại phát ra tiếng hô khẩn trương thất tỉnh như vậy. Tuy rằng trước kia hắn cũng hay sống lên với ta, nhưng chưa từng có vẻ vội vàng sao động cùng lo âu, như cần kề sinh tử giống lúc này, ta nghĩ cũng không ra giờ phút này vẻ mặt hắn trông như thế nào. Ha hả, ngư quỳ xuống vang cầu ta, ta có thể suy nghĩ lại mà nói cho ngươi phương pháp chạm bớt thống khổ cho hắn. Đó là câu nói sau cùng trước khi lâm vào hôn mê ta nghe được. Ta cứ tưởng mình đã ngủ say rất lâu rồi, nhưng kỳ thật chỉ là chuyện ngắn ngủi trong nháy mắt, ta chỉ hôn mê trong chốt lát liền tỉnh lại lần thứ hai, khi đó cơ thể của ta gần như đã khôi phục lại bình thường, không còn đau đớn, mà cả người ta đều bị vũ thanh túc cắt cao ôm vào trong ngực. Thanh túc, ta hơi thở mong manh nhẹ chậm kêu. Có vi thần hai cánh tay đang ôm ta thoáng dùng sức, cảm giác được người gắt cao ôm lấy không hiểu sao lại khiến ta thật an tâm. Thân thể trẫm đã muốn không đau, ta nắm nắm tay, không giống bình thường. Vậy là tốt rồi. Ngươi quỳ xuống sao? Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng Vũ Thanh Túc, hắn không nói gì mà chỉ tránh đi ánh mắt ta, ta trầm mặt. Sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy, không nhìn đến vẻ mặt khẩn trương của Vũ Thanh Túc cùng những người khác, đi đến trước cửa lao. Mở cửa lao. Ta trầm giọng nói hoàng thường. Liên can nhân tất cả đều định tiến lên khuyên can. Đây là thánh chỉ. Ta hét lớn một tiếng, chung quanh nhất thời tĩnh lặng, sau đó ngục trưởng thật cẩn thận mở cửa lao ra. a à, hoàng thượng đổi tính rồi sao? Lập tức trở nên lớn mật như thế. Người nọ khinh khỉnh cười nói. Kim Nhi, ngươi lại đây. Ta nhẹ giọng kêu, Kim Nhi chần chờ nhìn nhìn người nọ, lại nhìn nhìn ta, thật cẩn thận đứng lên, người nọ cũng không có hành động gì, vì thế Kim Nhi bay vọt qua nhào vào lòng ngực ta, oa một tiếng khóc sống lên. Kim Nhi ngoan, không khóc, ngươi đi ra ngoài trước, trẫm còn có việc. Ta ôm như phú ve mái tóc Kim Nhi, nàng có chút ngây ngẩn nhìn ta, tự như không nhận thức được ta là ai. Ta thản nhiên cười, dùng ánh mắt ý bảo nàng rời đi, Kim Nhi cho cho chữ chữ đi ra ngoài. Sau đó ta ngạo mạn bước đến trước mặt người nọ, cách hắn chỉ trong gan tất. Hoàng thượng có gì chỉ giáo? Người nọ khẽ mỉm cười nói, ta hít sâu một hơi, cười hắc hắc, cúi đầu khom lưng, bộ dạng tự như nô tài. Ngài đại nhân đại lượng, phóng tiểu nhân một con ngựa đi, độc này quả thực là đủ độc, tiểu nhân thật sự chịu không nổi, xin ngài thương xót, đem trẻ dược thưởng cho tiểu nhân đi. Ngôi vị hoàng đế này ai chan sơn này à, nếu ngài muốn lấy, được thôi. Hoàng thượng, một đám người bên ngoài cửa lao vừa sợ vừa giận. Người nọ sợ trung một chút, lập tức lắc đầu cười ha ha, đây là tông nguyên hảo hoàng đế, ha ha ha. Ta tiếp tục vẽ mặt bồi cười, khuôn mặt trên dưới đều đầy ý cười, sau đó cười chơ tay lên, hung hăng tán lên mặt hắn. Nhất thời bốn phía yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng cười lạnh của ta, ngươi cho là trẫm sẽ nói như vậy sao? Nực cười, chết thì chết, bất quá hai mắt nhắm lại hai chân đồng bước là xong. Chẳng lẽ so với lúc đọc phát thì khó chịu hơn sao? Cảm ơn ngươi ban tặng, trẫm đã biết được như thế nào gọi là giải thoát. Nếu như chết sẽ không còn khó chịu, vậy thì chết có gì đáng sợ. Nói xong, ta thình lình lại tán lên mặt hắn một bàn tay nữa. Cái tán vừa rồi là trẫm thay chính mình đánh, cái tán hiện tại là thay phụ ái khanh đánh. Ngươi chỉnh trẫm không sao cả, muốn nghe trẫm dùng mọi cách lấy lòng ngươi cũng không khó. Bất quá lăng nhục hắn chính là sai lầm sai lầm lớn nhất của ngươi. Nói xong, ta nghiêng đầu hướng sang phía đám người đang trợn mắt há mồm ngoài lao lớn tiếng nói, truyền khẩu dụ của trẫm. Nếu trẫm thực bị tên tặc nhân này hại chết, tuyệt đối không được giết hắn. Phải móc hai mắt của hắn, cắt lưỡi của hắn, chặt tứ chi của hắn, rạch nát mặt hắn. Toàn thân cao thấp không được có bất kỳ chỗ nào nguyên vẹn trên làn da. Nhưng tuyệt đối không được để hắn chết. Tuyệt đối không để hắn chết trước bất kỳ người nào trong các ngươi. Về phần những bộ phận bị chặt bỏ trên người hắn, đem tất cả đến trước linh vị của trẫm mâm vụn ra. Đem uy cẩu. Đây là trẫm di chỉ không được làm trái bỗng nhiên liên thanh thanh âm của xích vang lên từ sau lưng ta chưa kịp quay đầu lại thì cổ đã bị xiềng xích các cao siết chặt đám người vũ thanh túc kinh hôn một tiếng liền chạy vào trong lao người nọ hét lớn một tiếng tất cả không ai được nhúc nhích bằng không ta lạc tự hắn xiềng xích lạnh lẽo các cao quấn chặt lấy cổ ta vừa đau vừa khó chịu ta khó khăn nói được vài chữ thêm một điều nữa cho dù hắn có chết cũng phải tiên thi quất roi vào thi thể xiền xích nhất thời càng thêm siết chặt. Người nọ ghé vào bên tai ta, nói không rõ là giận hay cười hay là điều gì khác, tiếng cười trầm thấp kia làm ta mau cốt tủng nhiên. Ha hả, hoàng thượng, ngài đây là tội gì? Đã gọi là nhân sinh khổ đoạn thì có thể thấy được còn sống vẫn tốt hơn là chết. Nhìn ngài lập tức có thể thấy ngài rất có dáng trong quân chi đạo mà. Loại chuyện thà làm ngọc vỡ này phải là cho hạng người hữu đảm hữu thức làm, không phải dành cho ngài làm. Bất quá tác pháp độc ác như vậy, ha hả, ngươi thật đúng là nhi tử của Lý Kinh Hồng. Phi, câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói xong, xiền xích chỗ yếu hậu đã siết chặt, đến mức khiến ta không thể nói thêm một lời nào nữa, đầu lưỡi vô ý thức mà lè ra. Thả hoàng thượng, chúng ta có thể thả ngươi, còn có đồng lõa của ngươi cũng nhất tịnh phóng, thả hết, không nên thương tổn hoàng thượng. Vũ Thanh Túc sắc mặt đã muốn trắng bệch, thanh âm cũng run run hẳn lên. Yêu, bộ ngươi là chủ sao? Hoàng thượng, hắn nói thả ta, còn ngài thì sao? Tỏa liên hơi hơi lỏng ra, ta kịch liệt ho khan, trong đầu nóng lên, khụ khụ, chiếc toàn bộ, khụ. Nghe được chứ? Tỏa liên lập tức lại siết chặt, này lúc lỏng lúc chặt, ý chí của ta bị chuyển hóa qua lại giữa tiên cảnh, và địa ngục nên đã bắt đầu dao động. Ô hô ai tai, đóng vai anh hùng thì phải trả đại giới, mà ta rõ ràng không phải anh hùng, ta chỉ là một nho nhỏ nho nhỏ hoàng đế lấy việc bị người ta xoáng vị làm niềm vui thôi cho nên ta ta hối hận ta có thể thả ngươi đi bất quá cổ ta lúc này bị siết chặt có muốn nói cũng nói không nên những lời này ta chỉ có thể thống khổ nhìn về phía vũ thanh túc cái mũi đau xót trong hốc mắt lập tức xuất hiện một tầng hơi nước. ô thanh túc ngươi mau cứu ta mau thả hắn đi vừa rồi là ta nói mớ ngươi đừng để ý tới câu nói kia mau cứu ta ô ai ngờ sau khi vũ thanh túc cùng ta hai mắt chạm nhau ánh mắt nguyên bản lo lắng đau lòng lại trở nên hừng hực như bị lửa thiêu, Kia là ánh mắt của một người bình thường đã bị một kích thích nào đó, mà lập tức trở nên thất thường. Chỉ thấy Vũ Thanh Túc bỗng nhiên rút trường đao bên hông ngục tốt ra, dường như phát điên từng bước tiến lên, chỉa mũi đao về phía ta. Ngươi mau thả hoàng thượng, bằng không ta sẽ không để cho ngươi cùng đồng bọn của ngươi sống khá giả. Không tin ngươi thử xem. Ô, năm chữ cuối cùng kia là hoàn toàn dư thừa. Ha hả hoàng thượng có chết cũng không sao cả sao. Người nọ vẫn như cũ tỉnh táo chị thường. Đương nhiên là có cái gọi là. Ta nhìn phía Vũ Thanh Túc, liều mạng hướng hắn nháy mắt ý bảo. Vũ Thanh Túc dừng lại nhìn ta, buồn bã cười, so với việc để cho hoàng thượng thống khổ giải chùa như vậy. Không bằng ta một đau kết thúc hắn, để hắn ít chịu thống khổ. Ta biết hoàng thượng cũng hy vọng như vậy. Không phải. Ái Khanh, ngươi tuyệt đối hiểu lầm ánh mắt của ta, Ta là đang cầu cứu, không phải ngầm đồng ý a. À? A? À, khác nhau a? À? A, à, hoàng đế như thế này thì nghe cả thần tử cũng là thế này phải không?" Người nọ lắc đầu cười nói, thật sự là một đám mãn phu kẻ lỗ mãn không có chừng mực. Hơn nữa, so với thánh chỉ của hoàng thượng, ta làm sẽ càng hoàn thiện hơn, ý là ảnh sẽ làm còn độc hơn bạn HT nữa." Vũ Thanh Túc âm trầm nói, móc mắt thì quá tiện nghi cho ngươi rồi, trước tiên ta sẽ chuồng tế châm từng cây từng cây một đâm vào mắt ngươi. Cắt đầu lưỡi rất thoải mái ta sẽ dùng đau từng chút từng chút một rạch ra chứ không cắt đứt còn ngón tay ngón chân của ngươi ta sẽ dùng thiết chùy đập nát từng ngón từng ngón một cánh tay và chân thì từng tất từng tất chặt đứt cuối cùng là đem da của ngươi từng mảnh từng mảnh lột ra chậm rãi dùng đau xẻo từng khối từng khối thịt của ngươi xuống ta sẽ để lại lỗ tai cho ngươi để mỗi ngày tới nhục mạ ngươi nguyền rủa ngươi nhưng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chết ta sẽ đem ngươi ngâm vào dược thủy dùng hết mọi phương pháp để ngươi sống nhưng lại sống không bằng chết ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi thực khủng khiếp lúc này người nọ chẳng thể cười nổi nữa không khí vội vàng sao động ngoài cửa lao vừa nãy cũng theo lời tự thuật thâm trầm của vũ thanh túc mà từ từ hạ nhiệt độ chờ hắn ngậm miệng nơi này đã biến thành hầm băng ai ai nói độc nhất phụ nhân tâm rõ ràng là độc nhất vũ thanh túc mà ngươi tên là gì người nọ nghiêm túc hỏi vũ thanh túc hảo hảo nhớ kỹ ba chữ kia, nó chính là cái tên mà ngươi sẽ e ngại trong vạn kiếp luân hồi. Ha ha, nếu không phải tại hạ thực khẳng định chưa từng nghe qua ba chữ kia, chỉ sợ thật sự đã nghĩ là có thâm cừu đại hận với ngươi. Có. Nga. Nguyện nghe tường tận. Ngươi giết hoàng thượng. Ta còn chưa có chết mà. Thì ra là thế. Ha 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 ha. Thật là có thú quân thần. Có ý tứ. Lực đạo người nọ chợt chảm bớt bỗng nhiên thoải mái ta vội vàng từng ngụm từng ngụm hô hấp, nguyên lai hô hấp chính là một loại hưởng thụ tốt đẹp như thế. Hoàng thượng, tại hạ có thể thả ngươi, cũng có thể cho ngươi giải trừ, nhưng ta muốn ngươi lấy hoàng đế chi danh thề sẽ thả ta cùng với đồng bạn của ta, hơn nữa tuyệt không truy tung, lại càng không truy tra. Khụ khụ, không thành vấn đề. Khụ khụ, ta còn hận không thể cùng hắn ký tên đồng ý, để tránh hắn hối hận. Người nọ chợt mình, sau đó chậm rãi nở nụ cười ngươi thật là một người đầy bất ngờ vừa mới thà làm ngọc phở hiện tại lại thấy thần tử trung tâm hộ chúa chi tâm mà bỏ qua tự tôn cùng chấp nhất thật biết ngươi rốt cuộc là hạng người gì ta một bên tiếp tục ho khan một bên thầm nghĩ nếu ngươi thể nghiệm được cái loại cảm cảm giác sống không bằng chết khi bị người siết cổ sau lại nới lỏng một chút để ngươi thở sau đó lập tức siết chặt cho ngươi không thể hô hấp tiếp theo lại buông lỏng ngươi liền hiểu được hoàng thượng còn có chuyện gì à ta nổi giận đùng đùng quay đầu lại trừng mắt với hắn, người nọ lại vân đạm phong khinh cười, nhẹ nhàng nâng cầm ta lên, một cái hôn liền như vậy đè ép xuống. Ta có thể cảm giác rõ ràng được mọi người xung quanh cứng đờ, quá mức ngoài ý muốn ta bị hắn không ngừng hôn sâu. Bỗng nhiên có một viên gì đó tròn tròn nho nhỏ trượt vào miệng ta, ta theo bản năng nuốt xuống, sau đó cả người ngây ngốc. Ta, 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 ta cư nhiên nuốt xuống. Ta thậm chí không biết đó có phải là một khỏa độc trượt khác hay không ta thật sự là hận chết cái loại bản năng có gì vào miệng liền đốt xuống này. Ta trợn trắng mắt nhìn hắn, biểu tình của hắn cũng là một bộ chìm đắm nụ hôm sau. Ta càng nghĩ càng giận. Ta đường đường là vua một nước thì dựa vào cái gì phải ngốc hồ hồ đứng đây, cho ngươi hôn a. À. Vì thế ta chỉ đơn giản ôm lấy cổ hắn đảo khách thành chủ. Ngươi dám hôn ta. Ta đây hôn còn lợi hại hơn ngươi. Thấy ta chủ động người nọ khẽ run một chút, sau đó hắn lập tức nắm lấy tóc ta hôn sâu hơn nữa. Hảo tiểu tử, còn dám tới. Hảo, ta kiển mỗi chân là một trận mãnh liệt, người nọ cũng không chịu thua. Hai người kiển chân nhất thời hôn đến thiên hôn địa án. Ngươi, các ngươi, Vũ Thanh Túc Thanh Âm nói không nên lời, sau đó tạm dừng một chút, tiếp theo đó là trận dữ cầm lên, hai người các ngươi tách ra cho ta. Vì thế chúng ta còn chưa kịp phân thắng bại đã bị một cổ cường lực mạnh mẽ tách ra. Vũ Thanh Túc sắc mặt xanh mét ôm ta vào lòng, trong mắt chớp động phẫn hận quang mang. Nhìn ta, vì cái gì là ta? À? Rõ ràng là người nọ khơi màu trước, vì cái gì không trừng mắt với hắn á? À? Ta đang muốn mở miệng, nhưng vừa thấy bộ dáng Vũ Thanh Túc chỉ hận không thể đem ta ăn sống nốt tươi kia. Ta chỉ còn cách ngoan ngoãn ngậm miệng, liều mạng muốn mình thu nhỏ lại, lười a à, lười a à? Ô, vì sao tay chân vẫn dài như vậy a à? Hoàng thượng, chưa phân thắng bại, lần tới tái chiến người nọ liếm liếm môi bộ dáng ý cho vị tận. hảo a à, đau ái khanh không cần đánh đầu trẫm Sẽ biến ngốc đó a à. trở về vũ thanh túc túm ta đi ra ngoài ta trộm quay đầu lại hướng người nọ nháy mắt mấy cái gật gật đầu ý là nhận sự khiêu chiến của hắn bỗng nhiên tay vũ thanh túc khẽ chừng thân thể của ta nhẹ hẳn, ta mới vừa vừa quay đầu lại môi vũ thanh túc liền như vậy áp xuống a à, hôm nay là ngày mấy a à? khóe mắt chưa quan liếc qua huyền thượng đức kiều vô kỳ kim nhi thậm chí ngục trưởng ngục tố tất cả đều trong tình trạng hóa hốc miệng hóa đá xem ra bị dọa sợ không nhẹ mà hôn pháp mãnh liệt của vũ thanh túc làm ta trực quan cho rằng hôm nay là ngày khai huân ăn mặn quyển một chương mười ngọn núi xanh sâu trong ngự hoa viên che một kỳ hoa thanh lưu vụ yên một nam tử thân vận bố y lại anh vị bất phàm lấy xác làm vui đưa tay vậy nước bên bờ thanh trì gợi lên từng gợn sóng nhỏ. Hảo một bức tuấn nam hí thủy đồ, bức tranh Mỹ nam vọc nước thưởng tâm duyệt một cảnh đẹp ý vui. Nếu như không nhìn đến gương mặt bầm xanh sưng lên của hắn. Hoàng thượng, có nhớ nơi này hay không? Đây là nơi tại hạ lần đầu tiên gặp cỡ ngài. Cơ mặt ta thoáng co giật, khóe miệng cũng theo đó mà quỷ dị chuyển động. Anh hùng, trước khi ôn chuyện cũ có thể cởi trói cho trẫm không? Đáng thương cho ta đường đường một ngôi cửu ngũ chí tôn giờ đây lại bị trói cô một đầu dây khác còn nằm trong tay tên thích khách chết tiệt kia. Hắn còn cố tình bày ra tư thế bạn cũ ôn chuyện, vẻ mặt trầm mê trong vãn sự chuyện đã qua. Vấn đề là, nếu tại hạ cởi trói cho hoàng thượng, hoàng thượng sẽ lập tức chuồn mất. Vô nghĩa, cấm cung sư nay nào có chuyện hi hữu như thế này xảy ra. Như thế nào lại để ngươi nói đến là đến. Trở về không cách chức kiều vô kỳ là không được mà. Ta tức giận bất bình nói, còn ngươi lại có chuyện gì nữa không phải đã thả ngươi đi rồi sao? Đồng lõa cũng thả, ngựa cũng chuẩn bị hảo cho ngươi. Ngươi cư nhiên trở lại đây còn bắt cóc trẫm. Độc trong người trẫm đã giải, ngươi còn có chuyện gì à? Người nọ hắc hắc cười, tại hạ chỉ là tò mò phủ thanh túc kia nếu biết hoàng thượng lại rơi vào tay tại hạ, thì sẽ có biểu tình gì mà thôi. Vậy ngươi còn không mau đi nhìn mặt hắn. Chắc trẫm như giác cẩu làm gì a? À? A à ân, ta hình như lại nói sai cái gì đó rồi. Ha 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 ở cùng một chỗ với hoàng thượng quả là diệu ngữ liên châu, thật nhiều chuyện lý thú. Ta cựa quậy một cái, dây thường chết tiệt thật đúng là chặt. Hoàng thượng, hắn cợt nhã sáp lại, nâng cầm ta lên, ngươi thật không muốn biết tại hạ là ai. Ta mặt nhăn mày nhíu, anh hùng, vì ngươi trước khi đến gần người khác, thì coi lại mặt mũi của chính mình lúc này được không? Mặc bánh bao mắt kim ngư, ban ngày ban mặt đừng có giả quỷ dọa người được không? Đúng thôi, nếu không mở miệng ta còn có thể coi ngươi là mặt ba màu, bị đánh bầm xanh đỏ tím nên có ba màu, vì bị hủy hoại em không hiểu chỗ này, nguyên văn là, xin trước em ai chập đầu. Ngươi là ai a? À? Tại hạ tưởng hoàng thượng không muốn biết mà. Trẫm chỉ nói ngươi bị thương nên hóa xấu, chứ chưa có nói không muốn biết ngươi là ai. A, à, ta lại sai rồi, sắc mặt chuyển hóa đâu chỉ có ba màu. Thật sự là ngũ thải tân phân năm màu hoáng chuyển, hoa cả mắt nói đi ngươi họ chị tên gì nhà ở phương nào sư thừa nơi nào có kết hôn hay chưa ngươi người nội dường như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại bỏ qua sau đó chậm rãi đáp tại hạ lý thủ hiền nhà ở lĩnh nam không môn không phái vẫn chưa kết hôn lý thủ hiền lý là quốc họ nhưng cũng không hiếm thủ đa phần là tên theo chồng họ cũng không kỳ quái lấy hiền vi chanh cũng không có gì không ổn bất quá bỏ vào cùng nhau lý thủ hiền lý thủ chữ. ngươi cải danh được không không được chỉ cần bỏ chữ chính giữa là được tổ phổ bối phận tên chỉ gia tộc há có thể nói sửa liền sửa nhưng nhưng mà khắp thiên hạ ít nhất trong vòng trăm năm lấy lý vi họ thủ chỉ thân phận đều phải là hoàng tộc a à. ta cơ hồ phải thất thanh thét chói tai hoàng thượng cũng không có ngốc đến bất trị ngươi nói bậy phụ hoàng chỉ có mình trẫm là tử tự con nói giỏi. Ngươi không cần khi dễ phụ hoàng đã băng hà chết không có đối chứng, mà giả mạo thành đề đề của trẫm. Người nọ bộ chán chán nản, thứ nhất, ta năm nay 19, lớn hơn ngươi. Thứ hai, ta chưa có nói mình là nhi tử của Lý Kinh Hồng. Thứ ba, ta căn bản không muốn thừa nhận mình có quan hệ thân thiết với loại người ngu ngốc, như ngươi. Càng miễn bàn giả mạo. Kia, ta bị khí thế bức người của hắn áp bách, lập tức biến thành tiểu cừu. Ta là Lý Kinh Đào Chi Tử lý kinh đào là ai a à nha ngươi sao lại đánh trẫm thật có lỗi tay ta tự nhiên động lý thủ hiền nghiến răng nghiến lời nói trẫm thật sự không biết mà ta bội cảm hủy khuất bộ rất nổi tiếng sao lý kinh đào lý kinh hồng ngươi nói coi sẽ có quan hệ như thế nào lý thủ hiền rống lên bên tai ta huynh đệ đúng phụ vương ta là bắt trấn vương lý kinh đào ngươi không phải ngủ ở lĩnh nam sao đó là phía nam đất cằn sỏi đá A, à. bắt trấn vương sao có thể là cha ngươi, ta nhỏ giọng nói thầm, ngươi thực sự ngay cả một chút cũng không biết, lý thủ hiền vẽ mặt khó có thể tin, nguyện nghe tường tận. Thấy nắm tay hắn vừa muốn cho lên, ta vội vàng lấy lòng cười nói. Năm đó phụ vương quý vi thái tử, nhận được sự ủng hộ của đại thần trong triều, hắn trời xanh tính tường hòa hiền lành hòa ái, chịu thế vô tranh, không tranh đoạt với đời, lại bị phụ hoàng ngươi hãm hại bất đi thái tử vị về sau phụ hoàng ngươi đăng cơ phong hắn làm bắt trấn vương nhưng không quá năm năm liền biếm hắn thành thứ chân xung quân lĩnh nam lý thủ hiền hờ lạnh một tiếng từ lúc ngươi sinh ra ta lúc nào cũng lưu ý giỏi theo từng bước đi của ngươi mười năm qua không có lúc nào là ta không nhớ tới ngươi trong đầu lúc nào cũng nghĩ cách trả thù ngươi mười năm cả ngày lẫn đêm đều là như thế mà ngươi ngay cả sự tồn tại của ta cùng phụ vương ta một chút cũng không biết ngươi chưa từng viết thư cho trẫm Vàng thọ lễ cũng không đưa hà lễ, càng không có vào triều tiếp kiến. Trọng làm sao có thể biết mình có một đường ca ở lĩnh Nam xa xôi. Ta ủy khuất biểu biểu môi, vừa nghĩ tới chuyện 16 năm qua ta thu thiếu một phần lễ vật, tim ta đau như bị đau cắt. Hiện tại ngươi đã biết ta là ai, vậy chắc cũng đã biết mục đích của ta. Ta nghĩ nghĩ, nhất thời vừa mừng vừa sợ, ngươi là đến xoán vị. Ngươi không cần vui vẻ như vậy được không? Phản ứng bình thường hẳn là phải vừa sợ vừa giận chứ, Biểu tình của ngươi làm cho ta cảm thấy chính mình cũng đồng chặn ngu ngốc như ngươi. Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, nguyên bản, bất thị nhất gia nhân, bất nhập nhất gia môn trậm chốt nát đương nhiên ngươi cũng chốt nát. Ta hắc hắc ngây ngô cười, phi thường vui vẻ. Ai với ngươi là người một nhà? Lý thủ hiện nhất thời mặt đỏ lên, rống to một tiếng. Đường ca ngươi xem hai ta có nên tìm một chỗ ngồi xuống, phẩm trà tiểu trước thưởng thức trà nhấm chút rượu hảo hảo trao đổi một chút việc thay đổi triều đại hay không? Ta ngọt ngào nói, hai tay vô cùng thân thiết kéo tay hắn, khuôn mặt sưng to ba màu, xanh tím đỏ, cha vậy của hắn cũng trở nên thân thiết hơn. Tay ngươi, như thế nào mở trói? Không biết, trẫm chỉ thấy thật là vui, định ôm ngươi một cái, kết quả dây thường liền đứt. Nào, đường ca, kế hoạch của ngươi có chỗ nào khó khăn? Cần trẫm phối hợp xin cứ việc phân phó. Ta phổ ngực, mạnh mẽ cam đoan, ngươi có thể thoáng biểu hiện một chút vẻ không cam tâm tình nguyện được không không cần phối hợp như vậy a à, hảo ta hít sâu một hơi nổi lên một chút cảm tình lập tức gào lên khóc lớn không cần oa anh hùng trẫm còn muốn làm hoàng đế vài năm nữa xin ngươi đừng hoành đau đoạt ái a à. trẫm luyến tiếc ngôi vị hoàng đế a à thực rất luyến tiếc a à. hảo luyến tiếc a à. ngươi chừng nào thì tới xoắn vị a à. loại cảm giác này được không ngươi đang đùa giỡn ta sao không có a à ta là thật tâm, thật oan uổng a. À. Ta ngay cả trẫm cũng không cần, ngươi còn hoài nghi thành tâm của ta. Ánh mắt của ngươi phân rõ quá, ta ầm ĩ là hết. Hoàng thượng, tiếng la của Vũ Thanh Túc xa xa truyền đến, ta vừa quay đầu lại, đã thấy một loạt tiễn thủ lắp tên Dương cung, vận sức chờ phát động. Lý thủ hiện lập tức chụp lấy cổ ta rồi vọt người ra phía sau, cười lạnh một tiếng, muốn bắn thì bắn đi, rồi bảo bối tiểu hoàng đế của ngươi sẽ biến thành bảo bối tiểu thích vị con nhiếm buông hoàng thượng ra vũ thanh túc biểu tình không khác với phát điên là bao đáng thương cho hắn mấy lần bị lý thủ hiền nhục nhã ta lại hai lần rơi vào tay lý thủ hiền lòng tự trọng của vũ thanh túc chắc chắn đã bị đánh thành từng mảnh nhỏ rồi không thả nói xong lý thủ hiền cắn cắn vành tay của ta nhột nhột khiến ta rùng mình một cái ngươi ta vũ đại nhân ngươi có thể làm khó dễ được ta nói xong hắn lại duỗi đầu lưỡi ra liếm lỗ tai ta một chút. Ta không thể chịu đựng nổi nữa, bao nhiêu cha cả đều nổi hết lên, uy. Đừng liếm. Người cái này gọi là cận thân tương gian họ hàng gian díu với nhau. Lý thủ hiện sửng sốt một chút rồi trầm thấp phát ra tiếng cười. Thôi nào, nếu bây giờ ta lột sạch ngươi rồi đè ngươi trên mặt đất mới gọi là cận thân tương gian. Giao, giao, nhị hảo thô tục. Hai cọ má ta bắt đầu nóng lên thật có lỗi người lớn lên trên mảnh đất mang chi thì ăn nói thô tục vậy đấy cận thân họ hàng cần mang chi nơi vũ thanh túc sợ run một chút lập tức run rẩy ngươi là nhi tử của lý kinh đào ai nha không nghĩ tới vũ đại nhân lại biết thất kính thất kính uy cái gì ta ngẩng đầu không được cướp lời thoại của ta nga thực xin lỗi vì thế lý thủ hiền hắn giọng một cái ai nha không nghĩ tới võ đại nhân lại biết thất kính thất kính cũng không có sáng kiến gì hơn ta lý thủ hiền nếu ngươi là vì chuyện của tiên đế cùng lệnh tôn chỉ sợ trong đó có chút hiểu lầm huyền thượng đức cũng chạy đến không hổ là ngự sử đại phu của đô sát viện phàm là có những việc có liên quan đến triều đình thì rõ như lòng bàn tay Hừ không cần nói những lời dễ nghe phụ vương ta đã qua đời nhiều lời vô ích thức tỉnh đi lý thủ hiền lạnh lùng nói đường ca ít gọi bậy nga hoàng huynh a à không được gọi như vậy lý thủ hiền cực kỳ khó chịu kia thủ hiền à ngươi muốn chết ô anh hùng chuyện gì ta chỉ là muốn đoán một chút ngươi bị biếm đến lĩnh nam trước khi sinh đúng không cũng chính là thời điểm hoàng bá vẫn còn là bác trấn vương không cần kêu thân thiết như vậy đúng vậy làm sao ngươi biết thực rõ ràng à ngươi cũng nói hoàng bá là một người giữ thế vô tranh nếu ngươi được sinh ra ở lĩnh nam sau khi hắn bị biếm thành thứ nhân vậy hắn nhất định sẽ không nhắc lại chuyện năm đó mình là bắt trấn vương, thậm chí là cả chuyện thái tử, ngươi hẳn là sẽ giống một tiểu hài tử bình thường khoái hoạt lớn lên. Cũng không cả ngày nghĩ đến kẻ ở tận chân trời là ta, cũng sẽ không chờ đợi thời cơ trả thù. Ngươi muốn nói cái gì? Không có a, à, bởi vì nếu hoàng bá mỗi ngày đều ở bên tai ngươi nói đến chuyện năm đó, thì dĩ nhiên sẽ khiến ngươi tâm sinh bất cam chi niệm ý niệm không cam tâm. Điều đó đã nói lên hắn không phải loại người trời sinh tính chữ thế vô tranh. Vậy ngươi nói hắn giữ thế vô tranh là sai rồi, ta chỉ muốn nói như vậy mà thôi. Lý thủ hiền dừng một chút, lạnh lùng cười rộ lên, không nghĩ tới ngươi còn có thể động chi chỉ tình. Định khuyên ta buông tha ngươi sao? Ngàn vạn lần đừng buông tha ta. Ta không nói là được. Ta ngoan ngoãn đâu có lên tiếng, hay nói giỡn. Ta chỉ là muốn chứng minh năng lực trinh thám của chính mình có thể nói là nhất tùy, mà thôi, nếu không cẩn thận khiến hắn buông tha, ta còn có thể đi đâu tìm lại được một tên cựu nhân có hai đời ân oán với ta à? Hai đời ân oán đó nha. Đây chính là hy thế kỳ trân. Lý Thủ Hiền, kỳ thật chuyện năm đó. Không cần nói. Lý Thủ Hiền lần thứ hai cắt ngang lời huyền thượng đức, hài một vô tri thiếu niên, như ta không được biết đến chuyện xưa năm đó mà vặn phần ai oán. Chuyện ngươi muốn nói, phụ vương của ta đã sớm nói với ta. Lý Thủ Hiền chua xót cười, Nói cái gì Lý Kinh Hồng là vì ăn nguy của hắn, để tránh hắn lại trở thành con rối bị triều thần lợi dụng, mà không thể không đoạt đi thân vương phong hào của hắn, đầy đi năm mang cũng là vì tránh đi sự khống chế của các thế lực trong triều. Ta chính là không cam lòng hắn đem thế sự nghĩ quá mức tốt đẹp như vậy, còn coi Lý Kinh Hồng như một thủ tốt hảo huynh đệ, ta không cam lòng hắn mang theo loại tình cảm cảm kích mỹ mạng nhớ thương Lý Kinh Hồng, mà rời đi trần thế ta không cam lòng giống hắn cả đời ở lại cái nơi hoang vu không một ngọn cỏ kia, càng không cam lòng một tên đường đệ so, với ta nhỏ hơn bốn tuổi lại hạnh phúc thái thái thường thường không biết đến nhân gian tật nhược, mà là một hảo hoàng đế như hắn. Sửa sai, ta đã 16, chỉ nhỏ hơn ngươi 3 tuổi, không phải 4 tuổi, nói cách khác, ngươi theo dõi ta đã 16 năm, chứ không phải 15 năm như ngươi nói khi nãy. Ta liên miên cằn nhằn nói. Câm miệng. Nga, cho nên 5 năm trước ta bắt đầu lập kế hoạch, từng bước một tiếp cận tiểu đường đệ thanh danh lan xa này, ta mỗi ngày, đều tưởng tượng được cùng hắn đấu trí so chuẩn khí đầy ấp nguy hiểm hoàn sinh, so với bất luận kẻ nào ta càng kỳ vọng được cùng hắn giao phong hơn. Kết quả hắn hoàn toàn khác một trời một vực so với những gì ta đã tưởng tượng. Căn bản chỉ là một kẻ ngu ngốc trừ việc cây huyên náo, thì không có một chút bản lĩnh. Ta đây mười mấy năm cẩn trọng nỗ lực phát phấn đồ cường, Bày mưu nghĩ kế sốt cuộc là vì cái gì? Không biết vì cái gì, ta có thể lý giải một chút tâm tình của hắn, huyền thượng đức lẩm bẩm nói. Ân, có chút đồng tình với hắn, vũ thanh túc thở dài một hơi. Ta kém cỏi như vậy sao? Nếu loại người ngu ngốc này có thể làm hoàng đế, vì cái gì ta không được? Ta bỗng nhiên hung hăng dẫm một cước lên chân hắn. Bất giác đau đớn làm lực đào cổ tay hắn chạm đi, ta lập tức chảy ra, nắm chặt nắm tay, dùng hết khí lực toàn thân hung hăng cho hắn một quyền ngay cầm, cú đánh móc tuyệt hảo, cho bạn giữ một tràng pháo tay lẹp bẹp lẹp bẹp. Lý Thủ Hiền không hề đề phòng, lão đạo té ngã, Kiều Vô Kỳ từ sớm ám phục ở một bên lập tức bay lên đánh tới, nhanh chóng chế trụ hắn. Nhất thời tất cả binh lính đều tiến lên bao vây quanh hắn. Đau, đau, đau. Ta chủ chủ tay kêu lên. Sớm biết thế này sẽ không dùng sức như vậy. Ô, Hoàng thượng, Liên can nhân vừa mừng vừa sợ vây quanh ta. Ta biểu môi, chen vào trong mọi người, nhìn Lý Thủ Hiền đã bị trói cô lại, cười lạnh một tiếng, một phen nắm lấy vạt áo trước của hắn. Đường ca, làm hoàng đế không phải dùng miệng nói, nếu ngươi nói ngươi có thể làm tốt hơn trẫm vậy thì tới thử đi. Trẫm hiện tại sẽ tha cho ngươi, thả ngươi quay về lĩnh Nam, cũng cho ngươi đủ thời gian chiêu binh mãi mã. Trẫm sẽ ngồi trên long mỹ chờ ngươi tới xoắn vị. Ngươi chịu thả cọp về núi, lý thủ hiền nguy hiểm nhíu lại hai mắt ta lập tức nhíu hai mắt càng hẹp hơn hắn đúng vậy trẫm chờ ngươi lý thủ hiền ánh mắt phức tạp nhìn ta nhìn chăm chú khiến ta trong lòng cảm thấy sợ hãi nhìn chăm chú a à, nhìn chăm chú a à. ngay lúc ta cơ hồ phải đầu hàng hắn thản nhiên nói ngươi thật sự là khiến cho người ta đoán mãi không ra luôn phân không rõ ngươi rốt cuộc là đại trí giả ngu hay là cố ý giả ngay giả dại rõ ràng thường làm ra những hành động thực chốt nát nhưng lại thường xuất hồ ý liêu. Vừa định thăm dò ngươi liền phát hiện ngươi dũng khí hơn người, nhìn như vô tâm nhưng trong lời nói lại tràn đầy thâm ý. Ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Hắn đang nói cái gì vậy? Quên đi, ta sẽ chậm rãi nghiên cứu ngươi, từ đầu tới chân. Á, à, câu này ở nghĩ quá đi, ta lại ý rồi. Tại sao lúc nói những lời này, ánh mắt cùng miệng lại ái muội như vậy? số cuộc tiễn chân lý thủ hiền đi, chuyện này cũng coi như kết thúc trong vui vẻ. Ta si ngốc nhìn đâm đăm phương hướng hắn rời đi, mặc dù đột nhiên nhảy ra một đường ca, ít nhiều gì cũng có chút luyến tiếc. Sinh thần 16 tuổi của người ta vừa qua không lâu, kêu hắn bù lại phần lễ vật cho ta đi. Hít một hơi, vừa quay đầu lại, phát hiện kiều vô kỳ, huyền thượng đức, vũ thanh túc ba người cười đến cực kỳ trấn an nhìn chăm chú vào ta. Cái loại ánh mắt này làm ta không khỏi rùng mình một cái. Ba vị ái khanh, không có việc gì chứ ha hả bọn thần thật sự là cảm thấy an ủi bội phần trải qua việc này mới phát hiện hoàng thượng thật sự đã trưởng thành hữu dũng hữu mưu hữu đảm hữu thức rất có chi phong phong thái lúc trước của tiên đế kiều vô kỳ cảm thắng không thôi đúng vậy một chiêu lạc mềm buộc chặt này thật là tuyệt diệu huyền thượng đức lão lệ tung hoành a à, ái khanh các ngươi đang nói gì vậy ta không hiểu ra sao hoàng thượng không cần quá khiêm nhượng Vũ Thanh Trúc vui mừng cười, ngài tha cho Lý Thủ Hiền nhìn như thả cọp về núi, kỳ thật lại là ân uy tịnh dụng, làm hắn tâm sinh cảm kích, lại thản nhiên nhận sự khiêu khích của hắn, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói chờ hắn đến xoán vị. Một màn ra oai phủ đầu này đủ thấy hoàng thượng, đối xã tắc giang sơn tràn đầy tự tin, đối thực lực của chính mình vô cùng tin tưởng không chút nghi ngờ. Lý Thủ Hiền không phải là người hữu chủng vô mưu, hoàng thượng lần này nhất ân nhất uy chắc chắn sẽ làm hắn thay đổi cái nhìn về hoàng thượng, không dám vọng động, tâm sinh kính sợ, nói không chừng ngược lại sẽ nguyện trung thành cùng hoàng thượng a. À. A, à, ta vừa nghe ngây ngẩn cả người, chờ một chút, ý các ngươi là hắn sẽ không phản trẫm, sẽ không đến xoán vị. Đương nhiên, nếu Lý Thủ hiện lại đến, đó mới là lạ. Không phải vậy chứ? Ta một trận kêu lên sợ hãi, thả hổ về rừng không phải là nói đem lão hổ thả lại ngọn núi là, việc phi thường nguy hiểm sao? hắn sẽ có đầy đủ thời gian cùng tinh lực nghỉ ngơi dưỡng sức phận sức chờ phát động cắt đất xưng vương đánh vào triều đình mưu toan xoáng vị thay đổi triều đại không phải sao tại sao các ngươi lại phân tích ngược lại là bởi vì trẫm thả hắn nên hắn mới không đến xoắn vị a à, ba vị ái khanh muốn đi đâu từ từ đợi trẫm a ái khanh a à, chúng ta hiện tại bắt hắn trở về được không ái khanh kim thu đã tới vạn diệp ố vàng lương phong thoang thoảng Bên trong thu tứ lâm của ngự hoa viên, bốn người vẽ mặt kinh dị rảnh rỗi, đang vây quanh một thiếu niên anh Tuấn Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thái rác trước, bộ dáng trầm mê bên trong trò chơi đầy lạc thú. Mà thiếu niên anh Tuấn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Tuấn Mỹ nhất tông nguyên vương triều từ trước đến nay kia chính là ta. Hoàng thượng, ngài nếm thử một chút từ ba cao, theo như từ điển thì là bánh chàng này đi, hương vị phi thường ngọt ngào nga kim nhi bày ra tư thế dụ dỗ đem một đĩa ngũ vị hương từ ba cao đặt trước mặt ta oa à, bộ dáng ăn thực ngon ta lập tức lấy tay chụp lấy một khối cho vào miệng quả nhiên là mỹ vị oa à, quả nhiên lại bị đứt kim nhi kinh hô bất khả tư nghị kiều vô kỳ lắc đầu tán thưởng không thể tưởng tượng huyền thượng đứt câu mày nắm lấy cổ tay của ta tinh tế coi thêm hai sợi thừng nữa Vũ Thanh Túc từ phía sau lưng rút ra sợi dây thừng dày chừng hai đầu ngón tay nói. Ta nghe vậy vội vàng nhét luôn khối từ ba cao cuối cùng vào miệng. Sau đó ngoan ngoãn vương hai tay ra, Vũ Thanh Túc nghiêm túc trói chặt hai cổ tay ta lại. Động được. Ta chật chật cổ tay, lập tức biểu môi, thật chặt. Ngay cả xoay cổ tay cũng không được. Trẫm là hoàng đế gia, không thể yêu cầu buộc lỏng một chút được sao. Hoàng thượng, thủy tinh bao ngày thích ăn nhất. Hôm nay kim nhi giống như đang làm ảo thuật không ngừng lấy mỹ thực ra từ phía sau lưng. a à, thơm quá, trẫm muốn ăn. Ta lập tức phi phá tiếng lên, cầm thủy tinh bao lên một hơi nuốt xuống, nhất thời hương hiệp tứ phía, ăn ngon. Vũ Thanh Túc vẻ mặt khó có thể tin ngồi xổm bên cạnh ta, từ trên mặt đất nhặt lên sợi dây thường đã đứt, nhếch miệng, đã sáu lần, lần nào cũng bị đứt. Chẳng lẽ chấp nhất của Hoàng thượng, đối với Mỹ thực đã muốn đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, Huyền Thượng Đức phân tích nói, chỉ cần Mỹ thực trước mặt, cho dù có lấy dây thừng thô hơn nữa cột lại cũng sẽ bị chấn đứt. Hoàng thượng, ngài phát giác mình có loại dị bẩm này khi nào? Vũ Thanh Túc nói, ta một bên cắn xé đặc biệt cắn xé, một bên hàm hồ trả lời, ngư nhục chim ba chân, bản kê lan đặc thực hầu. Bốn người kia không hiểu ra sao nhìn ta, đáng tiếc hai má ta đang nhét đầy thức ăn, không thể nói rõ ràng được. Hoàng thượng đang nói về đồ ăn sao? là tại thời điểm mấy món ăn kia phát hiện phải không? Kim Nhi nghiêng đầu suy nghĩ nói, giống như có thịt bò, thịt gà cùng thịt hầu tử khỉ gì đó, thịt hầu tử ăn được sao? Kiều Vô Kỳ vô cùng ngạc nhiên nói, tí đến thượng thiện dám thử hỏi một chút đi. Huyền thượng Đức nghiêm mặt nói, Hoàng thượng có phải đang nói, thời điểm lý thủ hiện trói trẫm lại không? Vũ Thanh Túc thực không xác định nói, ta vội vàng cật đầu, hướng hắn dựng thẳng ngón cái lên quả nhiên người hiểu ta chỉ có phủ thanh túc. Bốn người đồng thời mắt trợn trắng. Hoàng thượng, phiền ngài trước đem hết những thức ăn trong miệng nuốt xuống được không? Ta nhanh chóng nhai nát, nuốt xuống, vươn tay chộp tới, chộp vào khoảng không, Kim Nhi đem những gì còn lại giấu ra phía sau, ta vội vàng chạy đến phía sau nàng, rộng tuyết. Ta khó có thể tin xoay quanh nàng, làm sao cũng không thấy hai cái thủy tinh bao còn lại kia. Chẳng lẽ Lý Thủ hiện trói hoàng thượng lại rồi sau đó lấy mỹ thực hấp dẫn hoàng thượng? Huyền Thượng Đức luôn chú trọng hợp lý tính lập tức đưa ra nghi ngờ. Không phải, ta biểu môi, đầy ngập bất mãn ngồi trở lại trên ghế đá, hai tay nâng má, nổi giận đùng đùng, hắn nói muốn xoán vị, ta cực kỳ hưng phấn nghĩ muốn chạy qua ôm hắn, sau đó dây thường tự nhiên Đức xuất hiện vào thời điểm đó đó. Lại là bốn ánh mắt xem thường. Gần đây ta tiếp nhận số lần coi thường hình như rõ ràng tăng nhiều nha. Nói cách khác là hệ có chuyện có thể dẫn phát cảm xúc của Hoàng thượng kích động thì có thể kích phát loại thiên phú này huyền thượng đức tiếp tục cân nhắc ôm a kim nhi xấu xa cười nhìn về phía vũ thanh túc muốn hay không đem hoàng thượng trói lại sau đó để cho hắn ông vũ đại nhân rồi xem thử tình huống như thế nào huyền thượng đức cùng kiều vô Kỳ lập tức lộ ra nụ cười ái muội vũ thanh túc mặt đỏ lên phẫn nộ quá đừng lấy ta ra làm trò cười nếu không hậu quả tự gánh lấy uy hiếp xong lập tức đứng dậy định chuồng đi Kiều Vô Kỳ lập tức ngăn hắn lại, tay chân lanh lẹ trói hắn lại thật chặt. Kiều Vô Kỳ, Vũ Thanh Túc mặt gần như tái xanh rồi. Vũ Huynh, vì để nghiên cứu thấu triệt loại dị năng này của Hoàng thượng, đành ngụy khuất Vũ Huynh. Huyền Thượng Đức ông như nói, cười như một xuân phong. Hai người các ngươi đừng để rơi vào tay ta, Vũ Thanh Túc nghiến răng nghiến lợi. Huyền Thượng Đức cùng Kiều Vô Kỳ đồng thời rùng mình một cái, sau đó cho nhau một ánh mắt, dù sao là cũng chết, chơi tới đi. Nói xong, hai tên vô lương bán rẻ bạn bè thuận tay cũng trói ta lại cứng ngắc. Tốt lắm, hoàng thượng, nhào vào lòng vũ đại nhân, cho hắn một cái ôm thật to đi. Kim Nhi ngữ điệu rõ ràng là đang xem hí kịch. Ta vốn định giống như vài lần trước tự nhiên như vậy, nhấc tay một cái dây thường liền đứt, nhưng mà lúc này chẳng biết tại sao, ta nhích tới nhích lui, đông quay quay, tay quay quay, dây thường lại không chút sức mẻ. Làm sao vậy? Hoàng thượng! ta không tin mạnh mẽ chảy chùa vài cái, bất động. Ta hít sâu một hơi, tăng thêm lực đào, ta chống đỡ. Vẫn là bất động. Nha, uống, tiếng quát mắng. A, a, ân, hừ, hát, ha, a à nha. Ô, vì cái gì chảy không ra? Xem ra không đứt rồi. Đúng vậy. Nói cách khác, Kim Nhi dùng ánh mắt phi thường đồng tình nhìn về phía Vũ Thanh Túc, mị lực của Vũ Đại Nhân trong mắt Hoàng Thượng, không bằng một cái thủy tinh bao hay là một khối từ ba cao. Thật đáng thương. Vô hạn đồng tình. Ba người các ngươi. Vũ Thanh Túc tức giận đến mức sắc mặt biến đen trợn mắt lên, còn không lại đây cởi trói cho ta. Chờ một chút, ta vội vàng kêu lên, trọng biết tại sao. Bởi vì cho dù có giải thoát thì cũng không có chỗ nào hay, cảm xúc tự nhiên không kích động nổi. Như vậy đi. Ta cười hắc hắc, không bằng đánh cuộc, nếu trọng có thể thoát khỏi sợi dây thừng này, các ngươi bờ trẫm đến phượng tiên lâu mới mở uống rượu nếu không thoát được trẫm tùy các ngươi xử trí thế nào phượng tiên lâu huyền thượng đức suy nghĩ một lúc lâu sau thần không có nghe nói trong kinh thành gần đây có tân tử lâu khai trương a hoàng thượng nghe được tin tức từ đâu vậy nghe nói a à, phượng tiên lâu kiều vô kỳ bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái hai ngày trước có nhận được thư từ nhà nói là nửa tháng sau lão gia sẽ mở một phượng tiên lâu lão bản là một chuyện thực danh trù đầu bếp nấu mì, phi thường nổi danh. Hay chính là cái phượng tiên lâu kia? Chờ một chút, lão gia nhà ngươi không phải là Sơn Tây Thái Nguyên sao? Huyền Thượng Đức Đại nghi ngờ. Đúng vậy, chính là cái nhà làm mì phượng tiên lâu kia. Nghe nói lão bản họ Trần, tổ tiên ba đời đều là ngự trù, Trần gia bọn họ mật những hương thố lại là nhất tuyệt. Trẫm mong đợi đã lâu. Thế nào thế nào? Có thể chứ? Ta lòng đầy hy vọng nhìn bọn họ ánh mắt sáng ngời. Thái Nguyên cách kinh thành chừng hai nghìn dặm, nhưng lại chưa khai trương. Hoàng thượng rốt cuộc làm sao nghe được. Kiều Vô Kỳ vẻ mặt khó có thể tin. Nếu lực chú ý của Hoàng thượng đối với Mỹ thực có thể dời một nửa lên quốc sự, bản đồ Tông Nguyên chỉ sợ đã có thể mở rộng gấp đôi. Huyền thượng Đức Tiết Hận nói. Uy, trước khi nói chuyện phím các ngươi có thể cởi trói cho đồng liêu của các ngươi trước không? Vũ Thanh Túc âm trầm nói. A, thiếu chút nữa là quên phủ huynh chịu ủy khuất rồi hai cái hạng người không chút chí khí cười lấy lòng bước lên phía trước cởi trói cho hắn chờ một chút các ngươi không phủ định tức là đã chấp nhận rồi quân tử nhất ngôn ta lập tức hét lớn trong lòng tưởng tượng có thể đến thái nguyên xa xôi nếu tức khắc lên đường có lẽ sẽ có thể đến đó trước ngày tử lâu khai trương ta vô cùng mừng sợ chỉ cần ôm phủ thanh túc một chút là được thật sự rất là đơn giản vì thế ta lập tức bay qua cho phủ thanh túc một cái ôm thật to ôm lấy cổ hắn ở trước ngực hắn cọ tới cọ lui a à, đứt rồi quả nhiên phải có sự dẫn dụ mới được nói cách khác mị lực của phủ đại nhân quả nhiên vẫn không sánh bằng mỹ thực phỏng chừng cả đời này cũng không sánh được cả đời bại bởi thủy tinh bao ba người các ngươi câm miệng cho ta phủ thanh túc khí cực bại hoài sống to vang vọng phía chân trời quyển một chương mười một xin hỏi các vị khách quan muốn dùng gì à? Tiểu nhị vẽ mặt tươi cười một bên rót trà cho chúng ta, một bên cười hỏi. Ta muốn cung đăng lý tích, Ngưu nhục những tiên phu thịt bò dồn mực, tiêu lựu dương nhục phiến thịt chê xào sắc miếng, hồng chưa ám thuần, trùng thảo bát lộc nhục thịt hư hồng với đông trùng hạ thảo, quế hoa thối nhục, thịt thỏ quế hoa, đường thố cô lỗ nhục, vị khách quan kia. Lời của ta còn chưa nói xong, tiểu nhị đã lao lao một hôi cười cười nói, Tiểu nhân đếm đi đếm lại một bàn này bớt quá cũng chỉ có năm người, bổn đồ ăn tuy không thiếu, nhưng kêu nhiều đồ ăn như vậy chỉ sợ. Đại gia ngươi cũng không phải không trả tiền. Ngươi quản ta cái gì? Ta trừng hai mắt, này chỉ là món mặn. Còn có món chay, đồ ngọt, mì, canh thang mà. Ngươi chậm rãi nhớ đi. Hảo, hảo, tiểu nhị đau khổ nhếch miệng, tiếp tục ngoan ngoãn nhớ món ăn. Còn muốn hoa tháp gia hạp, phiên gia quyết thái tú cầu, thanh thang long tu thái. Hải bể mặt chu thái cải thìa xào tuyết qua tắng phật thủ quái trân bảo phiến hoàng thiếu gia đồ ăn nhiều như vậy quả thực ăn không hết huyền thượng đức nhỏ giọng nói ta thích dù sao cũng không thể đi thái nguyên lộ phí để dành cũng đã để dành rồi đơn giản ăn hết luôn đi ta giận dỗ liếc hắn một cái tiếp tục gọi món ăn hồ điệp đậu hủ thủy tinh nam qua mật hiệp lê cầu lê ướp mật thảo cô thiêu chuẩn nấm rơm xào măng toàn ti quái ngư xí Thiếu gia, Kiều Vô Kỳ đã bắt đầu mở túi tiền của hắn, chúng ta chỉ đem theo một ít tiền dẫn ngài đi ăn, cũng không phải là quản trướng phòng. Tha lỗi Nguyệt A. Nguyên văn là, quy tê là này chỉ là chúng ta ca vài cái thấu tiền mang ngài đi ra ăn. Ta đương nhiên biết là các ngươi bỏ tiền, cho nên mới phải tận lực gọi món. Ta tiếp tục gọi món ăn như không có việc gì, tiếp theo là còn muốn ăn kim chim tứ vũ hoàng ngư, tạ tỷ bà hà kim ti hải giải cua biển, hoa phiến hải lệ tử, sò nướng. Kiều huynh, vũ huynh, các ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Kim nhi, ngươi có mang tiền theo không? Huyền thượng Đức bắt đầu xác đinh kim ngạch xung quanh. Thiêu tử cây cà nấu rượu, sao áp can, gan vịt xào, lỗ nga chữ cánh ngọng muối, hồn đồn thiên tặng bính, bánh bao ngàn lớp, ta tiếp tục ra sức nhớ kỹ thực đơn. Thiếu gia, Kim Nhi chật nhẹ ống tay áo của ta, không đủ tiền. Ta mắt điếc tai ngơ, tan thầm mật cao dâu ướp mật, ngân hạnh trụ nê, chè khoai sọ với ngân hạnh. Thiếu gia, Vũ Thanh Túc vội vàng bịt miệng ta, thở dài một hơi, hoàn toàn bất đắc chỉ nói, hôm nay tùy tiện ăn chút chị thôi, hôm khác mang người đi Thái Nguyên ăn mì. Thật sự, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ân, ừ, đáp ứng có chút không tình nguyện. Vậy còn các ngươi, ta quay đầu lại nhìn huyền thượng Đức và kiều vô kỳ. Hai người bọn họ nhìn nhìn tiền trong túi của mình, cắn răng một cái, tất cả đều cực cực đầu. Vạn tuế, ta hoang hô một tiếng, cười với tiểu nhị nói, mấy món vừa gọi không tính, ta muốn, cung bọc kê đinh, ngư hương nhục ti, cha thượng đậu hũ, thố lưu bạch thái, này cha chống kim chi, hồng thiêu gia tử cà nướng, tây hồ ngư nhục canh, thêm năm bát cơm, vậy thôi. Tiểu nhị loạn trọn đứng không vững, xé nát bốn trang giấy tên món ăn mới tân tân khổ khổ nhớ được. Hát hát, khó có dịp xuất cung, tất nhiên là phải ăn một chút thức ăn bình dân rồi bốn món mặn một món canh, giá rẻ ăn ngon, thực sự rất bình dân a. À? Ta thấp giọng chớp mắt vài cái. Một bàn người tất cả đều nằm úp sấp trên mặt bàn. Mỹ Mỹ ăn một chút Mỹ thực bình dân. Ta hưng trí bừng bừng cùng tam đại hung cầm sắc mặt xanh mét bắt đầu thương lượng hành trình. Đến Thái Nguyên, bỗng nhiên từ trong đám người xuất hiện xôn xao. Đám người đi đường đằng sau bắt đầu chạy về một phía nào đó. Ta tò mò chụp lấy một người trong đó, đại gia phía trước xảy ra chuyện gì ta mới hai mươi không cần gọi ta đại gia thực xin lỗi ta cung kính khom lưng giải thích sau đó tiếp tục hỏi đại gia phía trước xảy ra chuyện gì đại gia tự mình nhìn người nọ tức khí quay đầu bước đi ta vô tội chớp đôi mắt to tròn ta đường đường là tông nguyên hoàng đế cũng đã gọi ngươi một tiếng đại gia ngươi còn muốn thế nào à huyền đại nhân xảy ra chuyện gì kim nhi hỏi Huyền Thượng Đức nói chuyện với vài người bạn hàng trong xong rồi quay lại nói với chúng ta, mấy ngày trước có một tiền trang gặp nạn, vừa rồi nha môn bộ khoái ở chợ bắt được một cả nghi phạm, kết quả lại để hắn chạy thoát vào chi hồng viện. Hiện tại hắn đang bắt giữ một nhất danh kỵ nữ cùng chẳng co với hai bộ khoái. Không hổ là đô sát viện rõ ràng hợp lý, tốc độ thu thập tình báo thật sự là nhất lưu. Ta vỗ tay tán thưởng, sau đó buông theo đám người kia chạy về phía trước. Thiếu gia, phủ thanh túc nhanh tay lẹ mắt một tay bắt lấy ta quá nguy hiểm không được đi ta đáng thương hề hề nhìn hắn chiên hồng viện mà ta lớn như vậy nhưng chưa từng tới đó cho nên càng không thể đi ô ta ủ rủ phủ thanh túc mềm lòng vuốt đầu của ta nói nghi phạm kia trời xanh tính hung tàn người là vua một nước thân phận cao quý vạn nhất vô ý làm tổn thương long thể chỉ sợ bọn thần có chết ngàn lần cũng không cánh nổi tội này thanh túc cái gì Vũ Thanh Túc khó khi mở miệng ôn nhu. Ngươi bắt được trẫm rồi nói sao? Ta nói xong lập tức quay đầu bỏ chạy. Người phía sau ngây ngẩn, lập tức nổi trận lôi đình. Hoàng, thiếu gia, ngươi đứng lại. Ta sao phải nghe hắn? Theo dòng người một đường chạy như điên, cũng may kiều vô kỳ, tập võ chỉ để phòng thân bất quá ta đột nhiên bùng nổ thiên tính dị bẩm. Một lòng chỉ muốn chạy nhanh đến chi hồng viện quả nhiên dưới chân ta sinh phong, nhất thời bỏ xa bọn họ đến vô tung vô ảnh a ha 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 ta yêu muốn chết bản lĩnh này của chính mình nha thật vất vả mới phát hiện một đống người đông đúc ta biết đã tiếp cận được mục tiêu vì thế liền miêu thắt lưng dùng sức chen vào trong chen à chen sốt cục ta cũng chen được tới trước cửa di hồng viện đại môn đã bị hai cả phủ nha công sai canh gác không cho người ngoài tiến vào ta chen ra phía trước một tay vịn vào trường mâu chặn trước mặt những mũi chân cố gắng nhìn vào bên trong uy xem nó nhiệt tránh xa một chút một cả công sai quá to. Nha, ta chỉ vào bên trong thức thanh thét chói tai, phạm nhân trốn kìa. Ta hét lớn đến mức làm hai cả công sai sợ hãi lập tức quay đầu lại. Ta nhanh nhẹn miêu thắt lưng luồn dưới hai thanh trường mau vọt vào. Đám người nhất thời xôn xao, tất cả đều xông về phía trước. Công nha hốt hoảng gắt cao cầm chặt trường mau chặn đường. Sau đó hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn theo hướng ta đi. Ta hướng hai người bọn họ kêu ngạo quay quay người rồi chậm rãi ngâm nga tiểu khúc đi vào trong. Rốt cuộc cũng chạy được tới gian phòng nghe đào tiểu trúc nơi, mà tên nghi phạm đang bắt giữ vị kỹ nữ, trước cửa chật đích những bộ khoái đang đứng dương cung bạc kiếm, ta nghiêng qua nghiêng lại, gọi tới gọi lui, nhiều người lắm. Căn bản không thể thấy rõ tình huống bên trong. Uy, thiết trụ, ngươi mau buông liên liên cô nương ra. Hiện tại không tính đến chuyện ngươi là phạm nhân, bất quá chỉ cần quay về nha môn chờ một chút, không cần việc nhỏ hóa đại. Bộ Khoái ban đầu người đứng đầu ra sức khuyên nhủ dụ dỗ. Các ngươi đều cút ngay, bằng không lão tử làm thịt nàng. Hảo ồ, ồ thanh âm nhất định rất trắng kiện a. À. Ô ô ban đầu mau cứu ta, không phải ngươi nói thích nghe ta sướng tiểu khúc nhất sao? Ta bị thương sẽ không sướng được thanh âm tự ngân linh, chuông bạc rất là dễ nghe. A, à, ban đầu đại ca là khách quen. Khẳng định mà, người ta liên liên cô nương điểm danh gọi hắn kìa. Vậy tẩu tử làm sao bây giờ? bọn bộ khóa nho nhỏ xôn xao một phen các ngươi ít nói nhảm ban đầu nghe thấy đã muốn thẹn quá hóa giận náo nhiệt đến mức này ta làm sao có thể bỏ qua vì thế ta lập tức chen vào bên trong chen a à, chen a à. a à, ngươi là ai và bằng cách nào ta ta mới tới sao chưa từng thấy qua hôm nay vừa tới quan phục đâu quên mặt. yêu bài đâu vẫn chưa đến sư gia để nhận chen hăng hái như vậy làm gì? Xem náo nhiệt. Nga, đừng giẫm lên chân ta. Thực xin lỗi. Sau đó ta tiếp tục chen. Bỗng nhiên ai đó đứng đằng sau đẩy ta một cái. Ta lập tức lão đảo ngã vào trong phòng. Nhất thời ngay cả bộ khoái đứng ngoài cửa cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy một tên to cao như... Thái Sơn đang quàng cánh tay rắc chắc ôm lấy một cô nương kiều tiểu như tước, trong tay cầm một đại cương đao sáng chói. Ta ngẩng đầu, ngẩng đầu, tiếp tục ngẩng đầu, rốt cuộc cũng thấy được mặt hắn. Hảo, hảo hùng vĩ a, nếu kiều vô kỳ là hắc hùng, thiết trụ kia nhất định là ông nội hắc hùng. Ngươi là ai? Bộ khoái sao? Thiết trụ hướng ta quát lớn, chấn động nhất thời làm hai lỗ tai ta kêu ông ông. Ta, không phải, đi ngang qua. Ta cúi đầu không lưng. Cút mau, bằng không lão tử làm thịt ngươi. Công tử công tử thịnh cứu cứu ta, triệu linh thiếu nữ thiếu nữ tuổi thanh xuân khóc đến lê hoa đái phủ đôi mắt câu hồn người sưng đỏ nhìn qua rất là thê lương. Ta nhếch miệng, ta tối chịu không nổi chính là nước mắt nữ nhân, thật đáng thương. này, thiết trụ đại ca, ngươi có thể thương hương tiết ngọc một chút được không? ngươi xem tiểu nương tử người ta kiều diễm mềm yếu, như hoa như ngọc chịu không nổi ngươi cứ gây sức ép như vậy đâu a? À? ít nói nhảm, bằng không ta chém ngươi trước tiên. ta sợ tới mức co rụt cổ lại, liên tục lùi về phía sau vài bước. đừng nóng giận, ta không nói. Ô đại ân đại đức của công tử, liên liên khắc sâu trong tâm khảm, nếu liên liên vô ý hương tiêu ngọc phẫn, nhất định sẽ không ở trước mặt diêm vương nói là công tử thấy chết không cứu, chỉ là cho liên liên phúc bạc, không gặp được thiếu niên anh hùng đại nhân đại nghĩa xã thân cứu chức, có trách thì trách liên liên mệnh khổ, không liên quan đến công tử A. Ta nhất thời không nói gì, nữ nhân này đang dụng phép khích tướng sao? Ai? Thần trúng phép khích tướng ta thở dài một hơi cúi đầu khom lưng chậm rãi đi qua chỗ thiết trụ, thiết trụ ca à? không bằng, ta đổi với nàng. Ai muốn ngươi a? À? Cút mau. Thiết trụ dùng sức ôm chặt liên liên cô nương, lão tử vẫn tương đối thích nữ nhân. Ta biết, chính là, ta thở dài thở ngắn, ta cơ khổ không chỗ nương tựa, lại mang bệnh trong người, gia đạo xa xuất hiện giờ nghèo rớt mồng tơi, ngay cả chốn nương thân cũng không có, hiện tại thời tiết chuyển lạnh, chỉ sợ ta là khó có thể qua nổi mùa đông này so với chết cống ngoài đường, không bằng chết trong tay thiết trụ đại ca. Cho nên ngươi cứ giữ ta làm con tin, xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của một tuyệt mỹ thiếu niên sắp chết đi. Ta một bên nói, một bên càng tiếng càng gần, cuối cùng đột nhiên ôm lấy cánh tay cầm đau của hắn, hét lớn một tiếng, chạy mau. Liên liên kia cũng thật thông minh, lập tức một quyền đá vào mệnh căng, chỗ hiểm của thiết trụ. Ngay cả ta nhìn thấy cũng cảm thấy đau nha thiết trụ đáng thương kêu thảm một tiếng liền buông lỏng tay ra, ta nhân cơ hội đoạt đao, để tránh bị dễ dàng đoạt lại, đơn giản trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Còn liên liên lại hệt như khinh công cao thủ, ta mới vừa quay đầu lại đã thấy nàng chạy ra khỏi phòng rồi. Ai nha hù chết ta chân đều mềm nhũng chạy cũng chạy không nhanh thật đáng sợ nga. Liên liên nũng nịu yếu ớt nhào vào lòng ban đầu khóc lóc kể lễ, mười phần tiểu nữ tử bộ dáng, ta không khỏi toát mồ hôi hột. Số tiểu tử, nạp mạng đi. Bỗng nhiên thân mình nhẹ hẳn, cả người ta đều bị thiết trụ sách lên. Ta lập tức thét lên chói tai. Hắn nâng ta lên khỏi đầu, mắt thấy sẽ bị ném lên mặt đất. Ta kêu lên một tiếng nhắm chặt hai mắt, xong đời. Không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Làm anh hùng trả đại chết quả nhiên là thảm thống. Thiếu gia. a à, âm thanh kêu to thật quen thuộc, ta nhất thời lệ nóng doanh trồng. Chỉ thấy Vũ Thanh Túc, huyền thượng đức, Kiều Vô Kỳ ba người vẽ mặt thề sống chết hộ giá đầy khí thế vọt tiến vào. Ngay cả Kim Nhi cũng đẩy văn băng ghế nhó ra rồi, nha. Một tiếng vọt vào. Trầm binh bốt bực bịch. Ta, Vũ Thanh Túc, Huyền Thượng Đức, Kiều Vô Kỳ mặt mũi tất cả đều bầm dập. Xìm y không chỉnh, ông đầu ngồi xổm bên góc tường. Rõ ràng Kim Nhi cũng gia nhập chiến sự nhưng mặt không chút đỏ khí không chút xuyển, áo mũ chỉnh tề. Ngay cả tư thế ông đầu ngồi trồm hổng cũng quyến rũ thanh tao lịch sự như vậy phong phạm nhất phái tiểu thư khuê các vẫn như cũ. Bộ khoái ban đầu vẽ mặt trận dữ đi tới đi lui trước mặt chúng ta, điêu chân lớn mật, cư nhiên dám chương oai trên đầu lão tử. Đại nhân, chúng ta là bắt người xấu gia. Ta vừa định đứng lên giải thích, ban đầu chơ roi trong tay lên, ta sợ tới mức lập tức lại ngồi chồm hổm trở lại. Nói, các ngươi là ai? Lại lịch như thế nào? Từng người từng người nói. Ban đầu đi đến trước mặt Kim Nhi, người nói trước đi. Kim Nhi rủ mắt xuống, thái độ nhất phái ngượng ngùng, tao nhã tao nhã đứng dậy, mềm mại thi lễ, tiểu nữ tử gọi là Kim Nhi, xuất thân vi hàng, bất quá thở nhỏ hầu hạ hoàng thượng, được thái hậu ân sủng phong làm, vệ tiên, chỉ là một tiểu cung nữ hàng lục phẩm nho nhỏ mà thôi, hôm nay xuất cung có việc, nhưng bất hạnh thay lại bị cuốn vào việc này, tiểu nữ tử cũng thập phần sợ hãi a. Ta lặng lẽ chọt chọt kiều vô ki, lục phẩm rất lớn sao? không lớn, nhưng do thổi nhỏ hầu hạ hoàng thượng, lại được thái hậu thân phong, có chút khác biệt. Quả nhiên, sắc mặt ban đầu lập tức thay đổi, vội vàng sai người chân trà. Thật cẩn thận đỡ Kim Nhi ngồi vào ghế nghỉ ngơi. Kim Nhi cũng không khách khí, thoải mái nâng trà lên uống, còn hứng ta nhếch miệng. Sau đó cầm lấy một quả nho, phi thường thích ý cho vào trong miệng. Nàng là cố ý. Ban đầu nịnh bỏ lấy lòng xong, lập tức bình tĩnh trở lại quay đầu quát to với kiều vô kỳ. Ngươi, đừng có nhìn người khác, là ngươi đó. Nói, ngươi tên là gì? Lai lịch ra sao? Kiều Vô Kỳ cười ha hạ đứng lên, gãi gãi đầu. Tài hạ là phụng gia đô úy Kiều Vô Kỳ, theo tam phẩm, chỉ là một cả tiểu quan vô quyền mà thôi. Ban đầu hít sâu một hơi lãnh khí, sắc mặt đột biến, lập tức cúi đầu khom lưng, liên tục giải thích. Bộ dạng chỉ hận không thể lập tức cổng Kiều Vô Kỳ đi nghỉ ngơi. Tam phẩm rất lớn sao? Ta chọt chọt huyền thượng đức hỏi. Không coi là nhỏ, lớn hơn ban đầu, bởi vì người lãnh đạo trực tiếp của ban đầu là, tri phủ chỉ mới có tứ phẩm mà thôi. Kiều Vô Kỳ cũng bắt đầu thảnh thảnh thơi thơi uống trà. Ban đầu lại phòng trở về, có chút chần chừ nhìn huyền thượng đức, ngươi, cũng có quan chức sao. Lời nói so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Huyền thượng đức đứng lên, ôm nhu cười, thùng rỗng kêu to đô sát viện ngữ sử đại phu huyền thượng đức, theo nhất phẩm, thân mình ban đầu nhoáng lên một cái vội vàng đỡ lấy vách tường đại khái là cho khi nãy đã chịu kinh hách không ít nên lúc này phản ứng cũng không thái quá hắn khẩn trương hành lệ nói ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu nguyên lai là ngự sử đại nhân ti chức đáng chết huyền đại nhân mời ngồi ta tiếp tục ôm đầu lặng lẽ chọt chọt vũ thanh túc cũng ôm đầu ngồi xổm bên cạnh ta Người có đến sáu chức quan kìa định chọn cái nào để nói chọn cái lớn nhất nói vũ thanh túc nói ban đầu lau mồ hôi đi trở về, vẻ mặt cười cượng nhìn về phía Vũ Thanh Túc, cái kia, ngài là... Nhìn một cái, coi bộ đã ăn nói tôn trọng hơn rồi. Vũ Thanh Túc đứng lên, động đầy tứ chi, sau đó nói, Thái sư Vũ Thanh Túc, chính nhất phẩm. Ban đầu lão đảo một cái lui về phía sau vài bước, suýt nữa ngã quỵ, thật vất vả ổn định trọng tâm, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Nguyên lai là Thái sư đại nhân. Ha 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 ha, Thái sư xin mời ngồi. Ha 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 người này cười còn khó coi hơn khóc. Ban đầu quay đầu lại nhìn ta, đốt một ngượm nước bò, liếm liếm đôi môi đã trở nên trắng toát, vẻ mặt cùng tư thế, không dám tiến lên. Bởi vì nếu chiếu theo những điều này mà đoán, ta tối thiểu cũng phải là một thân vương. Ta không phải quan viên trong triều. Ta hảo tâm trấn ăn nói. Ban đầu lúc này mới thở vào một hơi, bước đi như bay tiêu sai đến trước mặt ta, thanh thanh cổ họng, nói. Ngươi là người phương nào? ta đứng lên, cử động tứ chi đã sớm tê dại. Sau đó cười hành lễ, trọng là tông nguyên hoàng đế lý thủ dự, vị. Ta nghĩ nghĩ, hướng vũ thanh túc hô, ái khanh, trọng mấy phẩm. Người không phẩm. Hắn tuyệt đối là đang chữ xéo ta. Nga, nguyên lai là hoàng đế, a à. Ban đầu hai mắt chạy ra, ngót ngơ ngác nhìn ta, bỗng nhiên run lên, hai chân mềm nhũng ngã xuống. Vũ thanh túc hảo tâm đỡ lấy hắn. Hài tử đáng thương, đại khái trong một tháng sẽ chỉ gặp ác mộng kiều vô kỳ lắc đầu nói ta đáng sợ vậy sao Cư nhiên sợ tới mức đứng cũng không vững ta sờ sờ mặt cầm lấy lăng hoa kính trên bàn soi soi a à, tuyệt thế mỹ thiếu niên diện như quan ngọc đẹp tự phan ăn a à lại nhìn ban đầu bộ khoái miệng sùi bọc mép hai mắt trợn trắng đang hôn mê ta lắc đầu mắt người này nhất định có tật không sai được sau nửa canh giờ bên trong phủ nha trở nên phi thường bất ổn hơn nữa không khí lại khẩn trương, bởi vì bọn họ phải nghênh đón năm vị đại nhân vật, dù là ai cũng tuyệt không thể tùy tiện đắc tội. Đương nhiên, trong đó chỉ có một người không quản người máy phấm, nhưng khi nhìn thấy vẫn phải quỳ đó chính là ta, hoàng đế. Một tri phủ, một sư gia, một đống nha dịch, một đám bộ khoái, còn có người quét sân, người lao bàn, ngay cả hạ nhân rửa chuồng ngựa cũng tập trung hết đến trước cửa nha môn, nhất tề quỳ xuống thỉnh ăn ta ta vô cùng hứng thú ngồi trên ghế tri phủ sờ tới sờ lui, đời này an vị trên long ỷ ngẫu nhiên ngồi một chút lên quan y của người khác cảm giác thật thoải mái a. À. cái kia ai 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 a, à. ta chỉ vào tri phủ, nhất thời nhớ không nổi tên của hắn. hạ quan chân ngộ lương, tri phủ vội vàng báo tục danh, thực vô lương, tên rất hay, ta lẩm bẩm nói, phi thường dễ nhớ, trẫm muốn quên cũng quên không được. ta ơn hoàng thượng khích lệ hắn thật đúng là đắc chí hẳn lên thực vô lương a à, phạm nhân kia trẫm nghĩ tự mình thẩm vấn có được không đương nhiên đương nhiên hảo ta lập tức đứng dậy dẫn đường ta lớn như vậy vẫn chưa từng được thẩm vấn phạm nhân nha quá tuyệt vời thực vô lương dẫn ta tới địa lao thiết trụ đã sớm bị trói thật chặt vừa nhìn thấy mấy người chúng ta tiến vào lập tức hai mắt đỏ ngầu như cựu nhân gặp lại hét lên điên cuồng ta sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vũ thanh túc hoàng thượng đừng sợ, hắn tuyệt đối không động đậy được. Một cả ăn mặc như ngục tốt tiền lên nói. Ngươi là, ti chức là ngục trưởng Mai Phẩm Đức. Ngục trưởng vẻ mặt cười lấy lòng. Không Phẩm Đức, thực vô lương, không Phẩm Đức, người nơi này tên gọi thực rất đặc biệt. Ta cười quay đầu lại, nhìn về phía sư phụ của bọn họ, kiên ngươi tên gì? Đại Ngu Xuẩn. Ti chức là họ hàng xa của tri phủ đại nhân, cho nên ti chức cũng họ chân, chân bi tất ta ngã đầu vào lòng vũ thanh túc. Thực vô lương, không phẩm đức, thật ti bỉ thực hèn hạ ti tiện. Ta lặng lẽ nói với huyện thượng đức, ngự sử đại phu a, à? phái người ở đô sát viện hảo hảo tra tra người nơi này đi. Phi thần nhất định tra rõ. Ta ổn định thân mình, lúc này mới chậm rãi bước đến chỗ đại thiết trụ. Thiết trụ ca, ngươi chịu trói thôi, nói đi, đồng lõa của ngươi ở nơi nào a? À? Phi, lão tử chỉ đi uống hoa tử, lão tử cũng không phải quan viên trong triều nên dù có đến chi hồng viện thì cũng không trái pháp luật vì chuyện này mà bắt lão tử đến đây lão tử không phục a à? à, người uống hoa tử chính là đem tiểu cô nương người ta cắp dưới nách lấy đau uy hiếp ta khẽ nhếch miệng người muốn chặt đứt cổ người ta a à? có pháp lệnh quái nào quy định không thể lấy chao kề cổ kỹ nữ sao nếu có lão tử liền nhận tội bằng không lão tử có chết cũng không phục này ta nhất thời nghẹn lời vội vàng nhìn về phía vũ thanh túc cùng huyền thượng đức tuy rằng chưa có quy định không thể lấy đao kề cổ kỹ nữ nhưng đã có văn bản quy định rõ ràng không được mang trì giới vũ khí đi trên đường phố vũ thanh túc nói đúng vậy người đeo đao trên đường phố là đã trái với lục lệ tông nguyên ta ta vội vàng phụ họa hừ kia bớt quá cũng chỉ là trái với pháp lệnh không được đeo đao trên đường phố chỉ cần giao phạt tiền là được trói lão tử ở trong này làm gì? a, à, ta lại nhìn về phía Vũ Thanh Túc cùng Huyền Thượng Đức. Người này phi thường giảo hòa, chưa lỗ hỏng pháp luật đây mà. Huyền Thượng Đức không thể không cảm khái nói, xem ra luật pháp phương triều ta cần bổ sung tăng mạnh. Hoàng thượng, Vũ Thanh Túc nói nhỏ, lấy tình huống hiện tại mà nói, chúng ta vẫn chưa có chứng cớ chứng minh hắn chính là phạm nhân đánh cướp tiền trang, cho nên nếu căn cứ theo luật pháp tông nguyên, chúng ta quả thật không thể trói hắn như vậy nhưng mà hắn thiếu chút nữa giết trẫm ít nhất cũng coi như là tội hành thích vua chứ ta không cam lòng hét lên Hừ lão tử không hề biết tiểu oa nhi ngươi là hoàng đế tông nguyên luật pháp quy định người không biết không có tội cho nên lão tử không có sai nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như bình dân tranh cãi không thể cột lão tử như vậy có này sao ta lại nhìn vũ thanh túc cùng huyền thượng đức có hai người thực khẳng định cật cật đầu vậy trẫm bị đánh trắng trợn. Ta quả thực khó có thể tin, pháp luật trẫm định cư nhiên làm cho trẫm bị người trắng trợn đánh. Này, nếu chiếu theo ý pháp mà làm, quả thật như thế, huyền thượng đức khó xử cười, xem ra chuyện thứ nhất sau khi hoàng thượng trở về chính là phải sai người trùng tu luật điển. Vậy, vậy, hắn đã biết thân phận của trẫm, nhưng thái độ vẫn ác liệt. Xem như đại nghịch bất đạo đi, ta cần như chìm trong cơn giận dữ thật giống như nhìn thấy một cái đùi heo trắng trắng mập mập nhưng ta lại không thể biến nó thành mỹ thực thật khiến người ta không thể chịu được hoàng thượng lão tử nói chuyện nào giờ vẫn vậy từ khi sinh ra tính tình chính là như vậy nếu hoàng thượng cứ bới lông tìm vết kia cũng chỉ có thể chứng tỏ hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi không có chung nhân độ lượng lão tử lại không phục ta hít sâu một hơi ánh mắt nhau lại lão tử lão tử ta không tin mình xử không được lão tử nhà ngươi Hoàng thượng, thanh âm nũng nịu của Kim Nhi truyền đến, tuy rằng luật pháp rất nhiều, bất quá hoàng thượng chính là trời nha, lời ngài nói chính là pháp luật, cho dù ngài sửa đổi ngay bây giờ cũng không có gì là không thể. Cho dù ngài không đổi, mà chỉ vào một người nói muốn hắn, khắp thiên hạ ai dám nói không theo. Hoặc giả người nọ vô trang vô ác, là người vô cùng vô cùng tốt, nhưng lại bị hoàng thượng trong một lúc cao hứng mà đem chém, thì vẫn phải cúi đầu tạ chủ long ân a. À. Cho nên, hoàng thượng muốn xử trí cả đại khối đầu to đầu này như thế nào liệu có ai dám nói gì dù chỉ một chữ trẫm muốn hắn có ích lợi gì đem đi nướng chỉ sợ là quá ngấy thôi ta nhếch miệng sau đó hai mắt nhíu lại hơn nữa kim nhi người nói sai rồi trẫm cũng không thể cậy quyền làm bậy Chỉ sai mạng người cho dù hắn đại gian đại ác nếu chiếu theo luật pháp không hợp lẽ trẫm vẫn không thể tổn hại gì hắn na thiết trụ nghe vậy lập tức đắc ý giàu dạc già. ta cười hắc Tam đại hung cầm vô cùng thấu hiểu ta bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau, lắc đầu thở dài, sau đó ta lập tức kêu to, a à, phạm nhân chạy trốn, mau đuổi theo. Đám người thực vô lương không hiểu ra sao, ta giơ thẳng chân kêu lớn, các ngươi không thấy tên thiết trụ kia chạy đi sao, còn không mau đuổi theo, toàn thành truy nã. Sau đó ta quay đầu lại, nhìn thiết trụ cũng đang chẳng hiểu gì sức lắc đầu thở dài, thật là, trọng đã nói không thể trông cậy vào loại xiền xích này mà nhìn thì thôi kỳ thật chỉ cần chạy một cái liền đứt đoạn sau đó chạy trốn hắn khổ người lớn như vậy lực đạo dĩ nhiên không nhỏ cũng không kỳ quái ba vị ái khanh các ngươi nói phải làm sao bây giờ người chạy dĩ nhiên là phải đuổi theo kiều vô kỳ nói sau khi hồi cung vi thần sẽ thông tri hình bộ ra lệnh truy nã huyền thượng đức nói vũ thanh túc nghiêm khắc nhìn về phía đám người thực vô lương thấy bọn hắn vẫn ngây ngốc ngốc như cũ không khỏi nhíu mày không ngờ chân tri phủ cùng thủ hạ hiệu suất làm việc lại kém như vậy. Phạm nhân đã bỏ trốn mất dạng mà còn đứng đây sững sờ. Hoàng thượng, theo vi thần thấy không bằng chán chức bọn họ mỗi người một bậc, phạt một năm bỗng lọc như thế nào? Ta còn chưa kịp nói, đám người thực vô lương đã cà bay chó sủ quán quàng mà chạy. Thiết trụ chạy trốn. Mau đuổi theo bắt lại à. Xúc động mọi người. Toàn thành lùng bắt. Mau lên. Chỉ trong khoảng nửa khắc đám người dài đặt trong đại lao khi nãy liền biến mất sạch sẽ. Ta vừa lòng cực cực đầu, do tử dễ dạy à. Hảo lắm hảo lắm, ta xoa xoa tay, vẻ mặt kiêu ngạo cười xấu xa, thiết trụ chạy trốn. Nơi này bất quá cũng chỉ còn lại một con heo hảo mập, ba vị ái khanh. Các người nói thử xem hầm xào chiên nấu cái nào mới hảo đây. Ngươi, ngươi, thiết trụ tức giận đến xanh mặt, ngươi thật hèn hạ. Lão tử không phục, lão tử sẽ nói cho khắp thiên hà biết ngươi là một tên hoàng đế một vô pháp kỹ trong mắt không có pháp luật coi nhẹ luật pháp như thế nào biết luật còn phạm luật trẫm có sao thiết trụ đã chạy trốn rồi nha hiện tại toàn thành ai ai cũng biết hắn chạy trốn đại khái ngày mai cả nước cũng sẽ biết vậy trẫm đi đâu để biết luật còn phạm luật a à, trẫm bất quá chỉ nghiêm hình tra tấn một con heo mà thôi phạm vào điều nào của luật pháp sao ta sát hữu kỳ chuyện hỏi vũ thanh túc vũ ái khanh bình thường heo cho nơi nào quản vũ thanh túc cố nén ý cười cái này bởi vì là nguyên liệu nấu ăn đại khái là do thượng thực cục quản vậy ngươi thông báo cho họ một tiếng nói là trọng muốn mua một cái đầu heo thần tuân chỉ các ngươi lão tử không phục ai cần một cái đầu heo phục a à? ta dụng khuôn mặt tươi cười giả dối âm hiểm nhất cuộc đời này tiến sát đến cần thiết trụ ngươi ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng thừa nhận ngươi là phạm nhân nga càng thêm ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng nói cho trẫm biết đồng lõa của ngươi ngủ nơi nào nha bởi vì trẫm phải hảo hảo hưởng thụ một chút a à. trẫm sẽ khiến ngươi không chỉ không thể nói lão tử ngay cả tôn tử cũng kêu không ra âu oh, ha 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 tiếng cười to đầy kiêu ngạo của ta không ngừng vang vọng trong tù thất thiết trụ rõ ràng đánh một cái rùng mình quyển một chương mười hai kim nhi ngươi bình thường thích ăn phần nào của heo ta đứng ở trên ghế cầm đau ở trên mặt thiết trụ khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi, hắn sợ tới mức sắc mặt xanh mét. Kim Nhi thích ăn lỗ tai heo, nhưng mà con heo này mập quá, hơn nữa hảo bẩn, Kim Nhi không thích, hoàng thượng một mình giữ lại đi. Đúng vậy à, ta nhìn nhìn bên trong lỗ tai thiết trụ, kê tẩm le lưỡi, đại khái là từ khi hắn sinh ra tới giờ không có tắm tới lỗ tai. Ba vị ái khanh, các ngươi nói thử xem trước tiên cắt ở đâu thì hảo. Vũ Thanh Túc nhàm chán đánh một cái ngáp, hoàng thượng, chiếc heo trước tiên là phải lấy máu, còn ăn như thế nào tí nữa tính tiếp, tí. trước tiên cứ cắt một đao ngay ít hầu rồi nói sau. Các ngươi đừng dọa ta, hừ, các ngươi vốn không dám mà. Thiết trụ miễn cưỡng cười nói, có tiến bộ, không xương lão tử. À, ái khăn, các ngươi có nghe hay không? Một cái đầu heo lại còn nói thân là hoàng đế như, trẫm lại không dám giết một cái đầu heo nha. Ta làm ra vẻ mặt kinh hãi, Vậy trẫm có nên vì để chứng minh trẫm dám giết mà giết nó sẽ tốt hơn không? Hoàng thượng, ngài không phải vẫn muốn xem thập đại khóc hình trong cổ thư ghi lại sao? Trước khoan giết hắn, đem hắn ra thử rồi nói sau. Kim Nhi bỗng nhiên đề nghị nói. Thập đại khóc hình, ta bộ dáng vô cùng đau đớn kéo kéo khóe miệng, đau lòng sờ sờ sau ốc thiết trụ, hài tử đáng thương, có oán thì ngươi hãy oán nữ nhân kia kìa, không phải trẫm đề nghị. Sau đó ta nhảy xuống ghế chữa, bị kích động chạy vội qua, hảo a hảo a. Mười cái nào? Dùng thế nào? Từng bước từng bước làm thế nào? Sau đó năm tên ác nhân tàn nhẫn bắt đầu chụm đầu với nhau thương lượng. Phi thần nhớ rõ có một cái gọi là sơ tẩy, là dùng một cái bàn chải bằng sắt giống như, lượt chải đầu kéo từng khối từng khối thịt của phạm nhân xuống, nghe nói sau khi chải xong trên mặt đất cuối cùng chỉ còn lại máu, ngay cả xương cốt cũng lộ hết ra ngoài thịt chạy xuống đều là một giây một giây, tựa như bánh chẹo cứ tưởng tượng nó như giò cháo quẩy đi hen bình thường vẫn ăn. Kiều Vô Kỳ chật chật nói, cách đó không xa truyền đến tiếng xiền xích rung động, bộ dáng cũng không tồi, hay lại chuồng cái này. Ta nói nói, không cần, nô tỳ rất thích ăn bánh chẻo, lỡ về sau không dám ăn thì biết làm sao. Vừa nhìn thấy thịt là đã nghĩ tới máu chảy đầm đìa một khối huyết nhục gì đó. Nôn Kim Nhi lắc đầu nói, vậy dùng biện pháp không lưu máu, sát châm đi. Huyền Thượng Đức nói, vi thần nghe nói trên thân thể con người có vài nơi có thể trát châm sâu xuống, không cần biết ngươi là thiết huyết hán tử hay là lãnh huyết sát thủ, cuối cùng đều phải kêu cha gọi mẹ. Nghe nói cái loại đau pháp này gần như đau đớn khi bị lột da sống, hơn nữa người bị thi hành không thể chết, cho nên vẫn sẽ đau, vẫn tiếp tục đau, có rất nhiều người cuối cùng không chịu đựng được mà cắn lưỡi tự sát. Nô tỳ cũng đã được nghe nói qua, cái gọi là thập chỉ liên tâm tay đứt ruột sót máu chảy ruột mềm. Chỉ cần trát mười cây châm vào chỗ thịt ngay dưới móng tay. Hoàng thượng, ngài muốn nghe thử xem heo làm thế nào kêu cha gọi mẹ không? Cách đó không xa tiếng xiền xích rung động rõ ràng lớn hơn. Huyền huynh, quá tàn nhẫn đi. Vũ Thanh Túc lắc đầu. Vậy ngươi nói thử một biện pháp, không cần lưu huyết xem. Hay là chôn sóng hảo? Vũ Thanh Túc trầm giọng nói bất quá không phải là cái loại đem người trực tiếp ném xuống hố rồi dùng đất chôn sống, bởi vì bình thường khi lấp đất tới cổ thì người đã chết rồi. Cho nên biện pháp mà ta nói là tống hắn vào quan tài lúc còn sống, sau đó mới đem chôn xuống hố, người nọ, bởi vì còn sống cho nên sẽ cố gắng nghĩ cách đẩy quan tài ra để chạy trốn, nhưng khi ở dưới hố đã bị lấp đất, thì không tài nào có thể đẩy nắp quan tài ra, cho nên hắn sẽ ở trong quan tài liều mạng chảy chùa. Chờ đến khi hô hấp không thông hắn sẽ gấp đến độ xung quanh loạn trảo, nghe nói đến cuối cùng sau khi mở nắp quan tài ra, thì mười đầu ngón tay của người bị chôn sóng gần như là huyết nhục mơ hồ, móng tay hoàn toàn không còn, trên lớp cổ đóng quan tài đều là vết móng tay, hơn nữa ngay cả mặt mình hắn cũng cào cấu đến huyết nhục mơ hồ, tử trạng phi thường khủng bố. Cách đó không xa tiếng xiền xích không ăn phận đã sướng lên bài ca. À, nghe xong liền cảm thấy hảo khó chịu ta không khỏi phút phút cổ, ta đã từng trải qua tình trạng không thể hô hấp, cho nên nếu đem cái loại cảm giác thống khổ này nhân lên gấp trăm lần, phi thường có thể thể nghiệm ra cái loại cảm giác bị chôn sống này. Nha, tự mình cào mặt mình, thế nhưng lại cào đến huyết nhục mơ hồ da. Kim Nhi kéo kéo khóe miệng rồi nhìn mười đầu ngón tay của mình, hơn nữa còn liều mạng cào lên cổ đến mức móng tay cũng không còn. Thật thê thảm a. À. Cái kia, đầu heo cách đó không xa run rẩy nói, các ngươi nói giỡn. Ai nha, dùng cái nào hảo đây trẫm thực muốn thử từng cái một tại sao một cái đầu heo chỉ có một cái mạng a à? ta đau đầu dùng sức nghĩ a nghĩ không bằng trước tiên dùng sát châm canh lúc hắn chống đỡ không nổi nữa muốn cắn lưỡi tự sát thì bắt đầu dùng sơ tẩy phỏng chừng lúc ấy hắn sẽ đau đến ngay cả cắn lưỡi cũng quên mất xem lúc máu hắn chảy đủ rồi bánh chẻo làm cũng đủ rồi thì mang hắn quăng vô quan tài chôn sống cách 10 ngày nữa thắng nhớ đào hắn ra là được hoàng thượng anh minh không hổ là hoàng thượng, đây quả là phương pháp vạn toàn. Mau bắt đầu chuẩn bị đồ vật này nọ đi. Ta khai, ta khai, con heo cách đó không xa hết lớn. a à, Kim Nhi thất vọng nói, hoàng thượng, hắn nói muốn khai ư. Không có nghe thấy. Hảo, nô tỳ đi chuẩn bị tú hoa châm kim may. Kim Nhi hưng phấn kêu lên. Vậy vi thần đi tìm công tượng mua bàn chải sắt. Huyền Thượng Đức nói. Thần đi mua quan tài. Vũ Thành Túc nói thần đi đào hầm. Kiều vô kỳ nói, ta khai hết, khai hết, a a a, ta thích ý ngồi vào ghế, cầm lấy giấy cùng bút, vậy trẫm đành phải lưu lại nghe một con heo cung khai. Chưa tới một canh giờ, đồng lõa của thiết trụ cũng lần lượt xa lưới. Tri phủ thực vô lương cao hứng tấm tắc khen ngợi vị hoàng đế ta đây là thiên cổ nhất đế, thiên hạ đệ nhất thông minh vân vân, khoa trương tự như ta là một đóa hoa, đẹp đến mức khiến ta lân lân sau khi ở lại trong nhà tri phủ dùng một chút phong phú ngọ thiện mắt thấy sắc trời không còn sớm tam đại hung cầm liền không thèm để ý đến ta đang hăng hái muốn đi chợ đêm chơi kéo ta hướng trở về hoàng cung ái khanh các ngươi xem người bán hàng trong bắt đầu bày quán kìa chợ đêm kìa đồ vật bán buổi tối kìa thể nghiệm mới mẻ thú vị biết bao đúng vậy a à, thái hậu một ngày không gặp hoàng thượng nhất định sẽ cho bọn thần thêm nhiều thể nghiệm mới mẻ thú vị Huyền Thượng Đức mới vừa nói xong, Tam Đại Hung cầm tựa hồ như nghĩ tới chuyện gì đó, vì thế bước chân càng nhanh hơn. Kim Nhi cũng bị bọn họ làm cho khẩn trương, vì thế một đường chạy chậm đi theo phía sau bọn họ, nhưng thật ra hoàng đế ta đây lại trở thành cái đuôi theo sau. Ta chỉ còn biết buồn bã cúi đầu bước đi, bỗng nhiên một trận hương khí truyền vào mũi, chính xác mà nói phải là một mùi thối ơi là thối. Lấy ta 16 năm kinh nghiệm ăn hết thiên hạ mỹ thực, này nhất định là hương vị vô cùng vô cùng đáng nhớ tam vị xú đậu hũ chao. Các ngươi từ từ, ta đi mua khối chao. Nói xong ta không cho bọn hắn cơ hội cự tùy, lập tức một đường tìm đến nơi phát ra mùi thối kia. Lấy cái mũi 16 năm công lực thiên hạ vô song của ta, ta rất nhanh tìm được người làm chao đang ngồi bán trước thạch cũng kiều. Ta hít một hơi thật sâu, nhất thời thèm nhỏ chảy ba thứ, thơm quá. Tuyệt đối là tam vị xú đậu hũ. Ha ha, công tử hảo cái mũi. Một lão bá chừng 60 cười hà hà giới thiệu lão phu làm số đậu hũ đã hơn nửa đời người, mùi thối này không phải thối bình thường đâu nha. Ha ha ha, cho ta lấy năm khối. Hắc hắc, năm người, mỗi người một khối. Bất quá Kim Nhi sợ ăn vào miệng sẽ thối cho nên nhất định sẽ không ăn. Huyền Ái Khanh không thích ăn đậu hũ, Kiều Vô Kỳ sợ nhất số đậu hũ, còn Vũ Thanh Túc thôi. Hắc hắc, chỉ cần ta nhìn chầm chầm vào số đậu hũ của hắn một lát, hắn sẽ tự động dân tặng ta. Cho nên cuối cùng năm khối số đậu hũ này đều thuộc về ta. Ta lấy ra một lượng vàng đưa cho lão bá, hắn giật mình, khó xử nở nụ cười, công tử, lão phu chỉ là buôn bán nhỏ, nào có nhiều bạc phụng trả lại cho ngài. Vậy không cần thối lại. Ta khoát tay, quay đầu bước đi. A, à, cảm tạ công tử, cảm tạ công tử. Ta ngửi hương khí của số đậu hũ, hít vào một hơi thật sâu. A, à, thực muốn ăn ngay lập tức. Bỗng nhiên sau lưng ta tây sờn bản năng cảm nhận được vài ánh mắt ném về phía ta, ta theo bản năng vừa quay đầu lại, vài tên tráng hắn lập tức hướng mắt liếc về nơi khác, ta hồ nghi xoay người, ta không quen biết bọn họ, chắc là ảo giác. Vẫn là mau trở về tìm tam đại hung cầm ăn xú đậu hủ thôi. Ta mới vừa nhấc chân lên, nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó một giọt mồ hôi từ trên trắng ta chậm rãi chảy xuống. Này, này, đây là nơi nào? Ta cũng quyết nhìn ra xung quanh, ngã tư đường hoàn toàn xa lạ, thảm ta vừa rồi chỉ lo đi theo mùi hương căn bản không lưu ý đường đi bây giờ nhìn lại một đường đông tây nam bắc không biết nên đi như thế nào ta tông nguyên hoàng đế lý thủ dự ở kinh thành dưới chân thiên tử lạc đường chởn hoài mặt mũi quả nhân nào còn ta vội vàng đi qua hết phố lớn này đến ngõ nhỏ khác chạy đông chạy tây càng chạy càng mơ hồ căn bản tìm không thấy ngã tư đường nào có ấn tượng tiếng bước chân phía sau vẫn không biến mất đám người kia vẫn theo sau ta không sao chắc chỉ là thuận đường mà thôi ta chỉ còn cách liều mạng chạy trốn về phía trước theo suy đoán của ta thì đại khái là lúc ta rời bọn kim nhi chạy đi đám người kia căn bản không hay biết bằng không không thể nào để ta một mình chạy đi xa như vậy hiện tại tốt lắm mất dấu hoàng đế để xem bọn hắn làm sao nhưng ở trong lòng ta lại không ngừng chờ đợi bọn người phủ thanh túc sau khi phát hiện không thấy ta lập tức chạy xung quanh tìm kiếm nhất định nhất định phải liều mạng tìm kiếm ta a à. bỗng nhiên một nữ nhân tóc tai lộn xộn từ trong ngã quẹo chạy ra tông thật mạnh vào ta ta cùng với nàng đều ngã xuống lúc ta ai ui kêu đau nàng kia bỗng nhiên vừa mừng vừa sợ hét lớn phu quân người rốt cuộc đã trở lại phu quân a à. ta không hiểu ra sao bị nàng ta cầm tay vừa la vừa nhảy nữ nhân kia chung mạo xinh đẹp nhưng thật ra cũng có vài phần tư sắc bất quá tóc tai hỗn độn vẻ mặt khác thường nhìn qua không giống một người bình thường phu quân ngươi trở về đón thiếp thân đúng không thật tốt quá tấm lòng của ta cuối cùng cũng được đền đáp người rốt cục đã trở lại mau theo ta trở về xem đậu đậu cái gì cùng cái gì à uy ngươi nhận sai người ta vội vàng phủi phu quân nàng kia vừa sợ vừa buồn khóc lên thiếp thân tự biết bộ liễu lậu chất không xứng với phu quân tôn quý nhưng thiếp thân nguyện làm nô tỳ chỉ cầu phu quân đừng chối bỏ đậu đậu hắn là cốt nhục của ngươi a à. đậu đậu ta không thích ăn đậu đã nói ngươi nhận lầm người rồi ta mới bỏ được nàng ra nàng lại lập tức nhào tới cơ hồ xé rát cả ổng tay áo của ta phu quân vì cái gì vì cái gì ngươi không nhận thiếp thân cũng không sao vì cái gì không nhận đậu đậu hắn là của thân sinh nhi tử con trai ruột của ngươi a à. xong đời quả thực bị kẻ điên bám rồi đại thẩm Ngươi nhìn ta xem, như thế nào lại có nhi tử? Phu quân, tiểu điệp, hắn không phải trượng phu của ngươi. Một nam tử thở hổn hển chạy vội tới, một bên ngăn nàng, một bên ôn nhu an ủi. Ngươi nhìn kỹ, hắn còn trẻ. Làm sao có thể là trượng phu của ngươi a? À? Không, là phu quân, không có sai. Nam tử kia bất đắc chỉ cười, sau đó nhìn về phía ta ngượng ngùng cười, thật ngượng quá, tỷ tỷ của ta làm ngươi sợ rồi ta vỗ vỗ ngực không sao ta đi đây ta mới vừa cất bước nữ tử kêu tiểu điệp kia lập tức hét lên chói tay kéo ta lại đáng thương cho ta chưa kịp đứng vững lập tức bị ném vào vũng bụng trên đường phu quân không được rời khỏi ta nữ tử gắt cao ôm ta mặc cho nam tử kia lôi kéo như thế nào cũng không chịu buông tay ta vô lực tránh thoát thở ngắn thở dài trợn tròn hai mắt vì công tử này nam tử kiên ngượng ngùng cười xem ra nặng không chịu bỏ qua nếu công tử không phiền không biết người có thể giúp tại hào ổn định nàng không? Về đến nhà ta sẽ cho nàng uống thuốc, đến lúc đó công tử liền có thể rời đi. Hơn nữa công tử cũng có thể đổi một bộ xiêm y sạch sẽ. Ta có thể nói gì đây? Chỉ phải gật đầu, sau đó mang theo nữ nhân đang đu trên người ta như, cậu bì cao dược kia chậm rãi đi về phía nhà nàng. Nam tử kia họ Phó, trong nhà bán dược mà sống, nữ nhân là tỷ tỷ của hắn, kêu tiểu Điệp. 7 năm trước bị một kẻ ăn chơi trá tán đùa bẩn vứt bỏ, cũng bất hạnh mà châu thai ấm kết. Theo ông bà ta thì là chữa hoang ấy, mang thai một hài tử. Ai ngờ tiểu điệp vẫn ngốc nghếch một mực đời nam tử kia trở về đón nàng. Cuối cùng tư phu thành cùng nhớ chồng phát điên, rốt cục điên rồi. Còn hài tử nàng hạ sinh nhũ danh đậu đậu, năm nay 6 tuổi. Ai, lại là một bi kịch nhân sinh. Qua bảy con đường 18 chỗ ngoặt cuối cùng cũng đến được nhà phó đại ca một tiểu nam hài có cái đầu nhỏ xinh ngồi trước cửa đang viết vẽ cái gì đó, nhìn thấy bọn phó đại ca, lập tức dùng chân lau đi dấu vết trên mặt đất. Tiểu điệp hưng phấn chạy qua, kéo tiểu nam hài đến trước mặt ta, ngượng ngùng nói, phu quân, hắn chính là đậu đậu. Đậu đậu, mau gọi cha. Ta vô ý thức nhất miệng. Nam hài kia ngẩng đầu nhìn ta, ta không khỏi châu mày, không nói đến bộ trạng hắn rõ sàng không tồi, nhưng lại hé ra khuôn mặt mọc qua hơi dài u buồn thì cái loại ánh mắt thâm thúy này, thật sự không giống một hài tử chỉ mới 6 tuổi hơn. Hẳn phải là một hài tử đã nếm trải đau khổ đi. Hài tử như vậy bình thường cá tính quật cường, nhất định không chịu dễ dàng gọi người. Cha! Ta lão đảo không đứng vững suýt nữa ngã sắp xuống. Nhìn, nhìn lầm rồi. Đậu đậu sau khi gọi xong, liền cục đầu xuống, đùa nghịch một nhánh cây nhỏ trong tay, không nói tiếng nào. Đứa nhỏ này chính là thẹn thùng. Phu quân, ngươi đừng giận hắn, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tiểu điệp trường như rất sợ ta ghét bỏ đậu đậu nên liều mạng giải thích, ta không khỏi cảm thấy thương hại nữ nhân đáng thương này. Không sao, ta đành phải kiên trì tiếp tục giả dạng. Công tử, thay y phục đi, nếu ngươi không chê thì trước mặt đồ của ta, ta lập tức đi giặt sạch y phục cho ngươi. Hảo, ta cởi y phục đã ướt sủng, mặc vào y phục của phó đại ca, ai ngờ tiểu điệp vẽ mặt si đi tới, ta mới vừa cởi nút thắt đầu tiên đã bị nàng từng nút từng nút cởi ra. Phu quân, để thiếp thân hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. a, à, ta sợ tới mức vội vàng chạy xung quanh loạn trốn, phó đại ca vội vàng bắt tiểu điệp lại, thập phần có lỗi lại đau đầu hướng ta cười cười, sau đó nói với đậu đậu, đậu đậu, ngươi về phòng chơi với cha ngươi một chút đi, để cửu cửu mang mẹ ngươi đi uống trượt. Đậu đậu ngẩng đầu nhìn hắn, liền cục đầu xuống, cực cực đầu. Phó đại ca vỗ vỗ vai của ta, ánh mắt ý bảo ta đi theo đậu đậu. Còn tiểu điệp vẻ mặt vui sướng nhìn ta, giống như nếu ta không phối hợp diễn xuất một, bộ phụ tự tử hiếu đồ quả thực là thực có lỗi với nàng. Ta chỉ còn cách kiên trì đi theo đậu đậu vào một phòng khác. Sau khi vào phòng, đậu đậu liền cầm nhánh cây nhỏ từng vòng từng vòng vẽ lên chiếc bàn, bằng gỗ đóng một lớp đất thực dày, không thèm để ý tới ta. Ta thật sự không có kinh nghiệm ứng đối với tiểu hài tử, vì thế ta khó chịu mà cười nói, cái kia, kỳ thật ta không phải cha ngươi. Biết, a à, ta ngoài ý muốn ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Nga, đường của ngươi thường xuyên nhận lầm người đem về bắt ngươi gọi cha sao. Ha hả, ngươi thật hiểu chuyện. Đậu đậu ngẩn đầu, ngươi chừng 16. Năm nay vừa lên 16, a à, ngươi nhìn người thật chuẩn. Ta 6 tuổi, trừ phi ngươi 10 tuổi sinh ta bằng không tuyệt không thể làm cha ta, ta không có chốt nát như vậy. a à, ta sao lại không nghĩ tới hơn nữa đầu đầu lần thứ hai ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái người ngu ngốc như ngươi không có khả năng có quan hệ thân thiết với ta cái cái gì những lời này hình như đã nghe qua ở đâu rồi uy mọi người bất quá mới gặp lần đầu ngươi dựa vào cái gì nói ta ngu ngốc ta đứng thẳng người ba thước cao vậy sao vậy ngươi nhìn ta đã nửa ngày ngươi cảm thấy ta đang làm cái gì đầu đầu tiếp tục mặt lạnh nói ngươi đang vẽ bức tranh gì đó không nên hỏi ta là tranh gì ngươi không có thiên phú hội họa ta nhe răng nhếch miệng nói ta vẽ tranh ở đâu dùng cái gì vẽ tranh trên bàn dùng nhánh cây làm sao lại có thể dùng nhánh cây để vẽ tranh trên bàn được tiểu quỷ này ngữ điệu trào phúng làm ta cực kỳ khó chịu ngươi có tật xấu a hỏi cái gì mà mặc danh kỳ diệu bởi vì trên bàn có đất cho nên ngươi đương nhiên có thể vẽ tranh trên bàn của một gia đình bình thường sẽ đóng đất sao? Ta ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía cái bàn, lớp đất thực dày trên bàn kia là cho bụi đóng nhiều năm không được quét xuống, mà tạo thành. Ta lại nhìn những bài trí khác trong phòng, đều bị đóng một lớp đất thực dày, kia chứng minh, nếu không phải là cho bọn hắn hàng năm không quét tước, thì chính là, nơi này căn bản không có ai ở. Ta ngạc nhiên nhìn về phía đầu đậu, đậu đậu tiếp tục cúi đầu ở trên bàn vẽ bức tranh gì đó phỏng chừng bọn họ đã đi rồi cho nên ta cứ việc nói thẳng ra nam nhân kia chính là cha ta nữ nhân kia chính là mẹ ta bọn họ lừa gạt ngươi bọn họ chỉ là muốn bỏ lại ta thuận tiện đem tiền trong y phục ngươi thay ra trộm đi a à, vàng của ta ta vội vàng chạy ra ngoài lao thẳng tới phòng của phó đại ca cùng tiểu điệp vừa mở cửa ra trên tường quả nhiên có một cánh cửa đang mở dẫn tới thông đạo từ sớm đã không có lấy nửa bóng người các ngươi một lũ lừa đảo ta tức giận chạy trở lại, chụp lấy đậu đậu, nói mau, cha và nương của ngươi ở đâu? Bọn họ sẽ không nói cho ta biết, bởi vì trước đó bọn họ đã vứt bỏ ta vài lần rồi, nhưng cuối cùng ta vẫn có thể tìm được họ nên mới đi theo họ, lúc này có tiền bọn họ sẽ thoát được xa hơn. Tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng có phần gạt ta. Đậu đậu tránh đi ánh mắt của ta, trầm giọng nói, thật xin lỗi, bọn họ là cha mẹ ta, ta không có biện pháp, ta cấp đến độ loay hoay ở trong phòng, sau khi đi vòng vòng chán chê, mệt mỏi, lại ngồi xuống trên mặt đất, cũng bình tĩnh hơn. Quên đi, dù sao cũng chỉ là mấy khối hoàng kim mà thôi, ta không cần phải gấp gáp thành cái dạng này, dù sao ta cũng không phải dân chúng bình thường. Quên đi, tại ta xui xẻo. Ta đứng lên, vỗ vỗ bát bụi trên người, ta đi đây, ngươi cũng nhanh đi tìm cha mẹ ngươi đi. Đậu đậu không đáp lại, mà chỉ im lặng vẽ gì đó lên bàn ta mới vừa bước được phân nửa ra khỏi phòng, không khỏi dừng lại, lại phòng trở về, bọn họ tại sao phải vứt bỏ ngươi? Ít miệng ăn so với nhiều miệng ăn thì tốt hơn. Ngữ điệu thẳng nhiên, nhưng bởi vì lời hắn nói ra quá mức bình thản, cho nên ta không hề để ý đến những lời này, từ trong miệng một hài tử sáu tuổi nói ra là một việc bi ai biết bao. Vậy ngươi tại sao vẫn muốn đi tìm bọn họ? Bọn họ luôn luôn vứt bỏ ngươi lại ạ. À? Không có biện pháp, ta mới 6 tuổi, không có biện pháp nuôi sống chính mình, nhưng ta lại không muốn trộm cắp hay bán thân, chỉ có thể quấn quýt lấy hai người có quan hệ huyết thống với ta. Đứa bé này trong đầu, ý nghĩ so với bạn đồng lứa hoàn toàn bất đồng, hắn không phải loại người có thời thơ ấu vô lo vô nghĩ gì đó. Chờ khi ta đủ 12 tuổi ta sẽ rời khỏi bọn họ, nhưng quả thực bọn hắn không đợi được. Hắn im lặng tiếp tục vẽ tranh, bất quá bàn tay nhỏ bé đã bắt đầu run rẩy hẳn lên, bất luận lời nói có bình thẳng bao nhiêu, biểu hiện có kiên cường thế nào, hắn vẫn chỉ là một hài tử sáu tuổi. Lúc ta sáu tuổi, đang làm những gì? Nghĩ cái gì? Bỗng nhiên cái mũi đau xót, ta ngồi người xổm xuống từ phía sau lưng ôm lấy hắn, đậu đậu thân mình kịch liệt run lên, biểu hiện của hắn trước giờ đối với mọi vật vẫn luôn bình thản, cư nhiên lại vì một cái ôm ấp ôm nhu của ta mà run rẩy không ngừng. Cha và nương của ngươi có từng ôm ngươi như vậy? Không có. Thích loại cảm giác này không? vậy từ nay về sau ta vẫn sẽ ôm ngươi như vậy được không? Ngươi, có ý gì? Đương nhiên là một ngày vi phụ cả đời vi phụ. Ngươi gọi ta là cha, ta đây tự nhiên phải làm phụ thân của ngươi cả đời. Đậu đậu nghe vậy vội vàng chảy ra, khuôn mặt mọc qua luôn lạnh lẽo nay lại buông lỏng vài phần, ngươi có tật xấu sao? Ngươi không biết ta, hơn nữa ta còn giả làm nhi tử của ngươi để lừa tiền ngươi, làm sao ngươi biết được ta không có đang nói chối ngươi? Hơn nữa ngươi còn trẻ, nhất thời hứng thú. Sau đó chán thì lại phước bỏ chứ gì. Ta không phải tiểu miêu tiểu cẩu. Nhất thời hứng thú sao? Ta cãi cãi đầu, cắn cắn môi dưới, ta cũng không biết vì sao lại bỗng nhiên có ý tưởng này. Bất quá ta nhất định sẽ chậm rãi ngẫm kỹ lại. Ngươi yên tâm, cho dù thật sự là ta nhất thời hứng thú, ta vẫn sẽ nuôi ngươi. Hắc hắc, dù sao ngươi cũng đã nói 12 tuổi ngươi sẽ tự lập, nếu hai ta ở chung không thoải mái, vậy thì ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta sáu năm sau mỗi người đi một ngã thôi còn nếu không tìm lời ta thì ngươi chỉ cần trả lại cho ta vài năm tiền nuôi dưỡng ngươi là được thế nào đối với ngươi không có gì tổn thất chứ đầu đầu có chút do dự thông minh như hắn hẳn là có thể hiểu được đề nghị này đối hắn không có một chút tổn thất nhưng ngươi có chỗ gì hảo ta hảo ở chỗ chính là nhất thời hứng thú nhận nhi tử a lời này là thật tâm nha ngươi không sợ ta trộm đi tất cả tiền của ngươi À, vậy ngươi nên thuê vài chiếc xe ngựa. Bất quá vài chiếc xe ngựa cũng vô pháp làm cho quốc khố trống rỗng a. À. Ngươi, đầu đầu cho mày, chữa hai chân mày biến thành hình chữ xuyên, ngươi sẽ không đem ta đi làm giao dịch kỳ quái gì đó chứ? Ta vương đầu ngón tay, phanh một tiếng bắn vào sau óc hắn. Trong đầu ngươi nên nghĩ một chút vấn đề, mà một tiểu hài tử sáu tuổi nên nghĩ được không? Tỷ như đêm nay muốn ăn cái gì, hay là nghĩ xem muốn mua đồ chơi gì? đậu đậu lần thứ hai cục đầu xuống, biểu tình phi thường phức tạp, tự như một người cả đời bận hàng bỗng nhiên biến thành người giàu có nhất thế gian. Cái loại tâm tình khó có thể tin này khiến cho vẻ mặt của hắn như lâm vào màu, màu ảo. Ngươi, thực sự không có đem ta ra làm trò cười chứ. Ta bất đắc chỉ cười, cầm tay phải của hắn, sau đó lấy thủ quyên, khăn tay ra cột tay của ta và tay của hắn lại với nhau. Thế này thì có chết ta cũng không chạy được. Vậy ngươi cũng liều mạng kề cận ta đi ta cam đoan ta không những có thể sánh bằng cha mẹ vô lương của ngươi, mà còn có thể hơn rất nhiều, cam đoan không làm ngươi nếm khổ. Khóe miệng đậu đậu tựa như hơi nhếch lên, nhưng vẫn không quá rõ ràng, chăm chú mà nhìn kỹ lưỡng thì vẫn là khuôn mặt mọc qua như cũ của hắn. Ngươi rất có tiền sao? Ta dám khoe khoang. Trong thiên hạ không ai có tiền nhiều hơn ta. Ngươi là đại quan sao? Ta còn dám khoe khoang, trong thiên hạ không ai có chức quan lớn hơn ta lừa gà. Uy, ngươi đừng không tin Nga. Tí nữa ngươi theo ta về nhà thì sẽ biết được sự lợi hại của ta. Ta hắc hắc cười gian, tự như đang chơi một trò chơi vô cùng say mê, vừa nghĩ tới biểu tình hắn lộ ra khi biết được đáp án cuối cùng, ta liền hận không thể lập tức bay trở về trong cung. Ta đây gọi ngươi như thế nào đấy? Đương nhiên kêu cha. Mau, kêu vài tiếng nghe một chút. Ta âm thầm nghĩ thầm. Một hồi trở về không biết có nên cho ngươi đổi lại gọi phụ hoàng hay không đây. Oa ha ha, nhất định sẽ hù Thái hậu giật mình. Đậu Đậu trở mình xem thường, trời ạ. À. Hắn nhất định hợp sơ với Tam đại hung cầm. Ta không gọi a, à. nói tên của ngươi mau, để xem ngươi có thật là giỏi như vậy hay không. Hắc hắc, ngươi hãy nghe cho kỹ, đừng có nhảy dựng lên nha. Ta gọi là Bỗng nhiên phía sau truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, Đậu Đậu một tiếng thét kinh hãi cẩn thận ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, một cây mộc côn thực thô hung hăng dán xuống sau ốc ta. Nhất thời cảnh vật trước mắt hóa thành màu đỏ, mơ hồ nhìn thấy kẻ cầm mộc côn chính là một người, trong đám người vẫn đi theo phía sau ta, sau đó thân thể không nghe theo ý mình mà ngã xuống đất. Cha! Đánh mạnh quá, chết thì mệt lắm đấy. Yên tâm, không chết được, bán cũng được giá lắm. Còn một đứa nhỏ nữa, mang theo luôn đi. Ta cố gắng nhướng hai mắt, ý thức lại càng ngày càng mơ hồ. Thứ duy nhất có thể cảm giác được chính là một bàn tay bị thủ quyên cột chặt đang nằm trong tay ta, đôi tay nhỏ bé kia vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay ta. Kia quanh quẩn bên tai một tiếng cha, cha thật sự là dễ nghe dễ nghe ạ? À? Chậm rãi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hết quyển 1, hẹn gặp các bạn ở audio kế tiếp nhé. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.